Hello, chị ơi, hỏi xíu giúp em sao chưa nhận được hàng vậy? Mai chị ơi, mai chứ giờ em đâu có xử lý được, mai chị gọi qua giùm em nhé. Giờ trên line em không xử lý được nha. Mai gọi qua giùm em đi. Thôi. Hello cả nhà nha. Đang biết có vấn đề gì ngày mai bên bên khách gọi qua cho em. Quần like quần quần tây em có nha. Hello, chị nào vô rồi? Cái gì mà đằng sau này các chị uống bao này bao xả à ta? Lâu lâu nhìn cái mang cái áo kiểu nhìn là lạ đúng không? Rồi nha, chị nào vô rồi lên luôn dùng đi nha. Cái gì đây, cho cái nó vào cái gì đây, cái túi chị này, cái túi chị nên đó. Xì nam à, không nghe mãi. Lớn bé gì cũng có, bé có ít ít bé còn lẻ tẻ like riêng một cái like đồ bé chứ còn mà chung vô đây nó mệt lắm. Rồi lên nha, chị nào vô rồi tương tác lên luôn dùng nguyên và sang hàng sale nhé. Cái đóng này tôi sợ tấm hàng sale lại rồi. Hello, chị nào thấy rồi, nhìn ok chưa? Lên nha. Chạy cho em lấy cà phê sữa chị. Dạ, lòm ly 15 ngon luôn. Lòm ly 15 ngon luôn rồi. Không, em không có lanh bé nha. Không có lanh đâu chị ơi, giờ không có lanh nha. Nhưng ok chứ chị ăn mình ơi, coi cái mớ nào cái gì. Quần chip à? Quần chip. Cái này lên bán tặng nha, em còn lẻ tẻ một bao nhỏ nhỏ. Bán tặng nha. Cái này là chip nam rồi, con này chip nam rồi. Lên nha, chị nào vô rồi tương tác nha. Không lên áo nắng, áo nắng em mới lên, vừa lên lúc trưa chị ơi. Chị nào cần áo nắng cứ những cái mã em up lên trang cá nhân á, chị em mà nói thì chị em có thể đặt trên trang cá nhân luôn đấy, còn không phải là lúc nào hôm nào cũng lên áo nắng. Áo nắng bây giờ nó cũng còn lẻ tẻ size thôi, chị em mình vô tham khảo trang cá nhân cái nào mà cảm thấy ok á thì nhắn qua luôn dùng nguyên nhá, nhắn qua luôn dùng nguyên chút rồi nha. Cái này giờ chị nào nhỏ con sướng nha, riêng cái này chị nào còn nhỏ xương cà một bao vàng này tầm mấy chục con thôi, không có nhiều nha. Nhà lúc nào một bao vàng này là mấy chục con, cái này còn ít hoa cúc nè, có cả hoa cúc nữa nè, em cho hết vô rồi nhá. Có cả hoa cúc các kiểu được một bao vàng thôi, cái này em đang bán tặng nha, được vài hoa cúc thôi, chị nào được được không không được thôi nhá. Anh chồng Quảng Nam, người Quảng Nam hết mà giờ sợ nói tiếng Quảng Nam thì chị em mình không có nghe được, đặt sạch tiếng Quảng Nam thì chị em mình không có nghe được chứ vợ chồng chi cũng biển Quảng Nam hết. Em đi xe đẹp, vợ chồng chi cũng Quảng Nam hết nhưng mà nuốt tiếng Quảng không á là chị em mình không có nghe được. Rồi nha, cái này là các thể loại luôn rồi chip, nói chung là toàn bộ là hàng su đẹp hết, con này toàn bộ là hàng su đẹp hết nha, su lạnh nè, su găng, nhưng mà nói chung là cái hoa cúc này có ít nha, em trộn vô luôn đây, chị nào được được, nhưng mà toàn bộ là 52 đổ về nha, toàn bộ là 52 đổ về, nhưng mà được chắc là được vài một set thì chắc cũng có một con hai con hoa cúc thôi, không có nhiều nhá, được một bao vàng này thôi. Nói chung là nó lẻ tẻ các mẫu này nè, nhà em mix rồi mà xong cuối cùng là xả ra răng, nói chung là tóm chung được một bao. Em đi lên luôn dùng nguyên cái mã này bán tặng cho chị em mình, nhưng mà 52 đổ về, con này mang bao sướng, con này mang không sướng, không cần mua hàng nữa luôn, nhưng mà nguyên còn mỗi size xíu xíu, size 52 đổ về em bán tặng luôn cho chị em mình lên. Cái này ba ghi lại nghe ba, cái này chị nào lên trước nha, nhanh tay nha, 52 đổ về, ai chia sẻ chốt cho ai chia sẻ thôi nha.
Cái này ai lên trước có trước, giờ em cũng không đếm số lượng xác nè. Em đi xách 5 đi, không tính số lượng xác nhé. Nên là chị nào lên trước có trước nhé. Em đi luôn chị em mình con này 49.000 đi. 5 con. Lên mã chip lộn xộn. 49.000 5 con nhé. 45.000 5 con luôn đi. 45.000 5 con nhưng mà 52 đổ về thôi. Chị em mình nghe rõ luôn dùng nguyên nhé. Các thể loại chip trong này nha. Các thể loại chip, chip nói chung là toàn bộ là su thôi, không có cotton nha, toàn bộ là su không có cotton nha chị em mình ơi. À, su hoa cúc nhưng mà xây nhỏ tôi 52 đổ về. Cái này em bán tặng luôn cho chị em mình 45.000. Chốt cho chị nào chia sẻ thôi nha. Chốt cho những chị nào chia sẻ thôi. Còn cái này gọi là em bán tặng rồi. Vì còn lẻ tẻ nha, ai chia sẻ, ai có logo người chia sẻ em chốt, ai không có logo người chia sẻ bỏ qua. Toàn bộ là chip su hết nha, ai chia sẻ thôi. Những chị nào không chia sẻ không comment cái này nha. Không chị ơi, không chị ơi, đừng, nếu như một xác là có một cái, đừng, em bỏ em mix một cái su cái hoa cúc này thôi nha, để cho chị em mình mua thử cái hoa cúc này nó như thế nào thôi, chứ không có nhiều nha. Đây này, toàn bộ là hàng này này chị em mình này. Đa số bây giờ 5 con thì sẽ có 4 con hàng này và một con em mix cho chị em mình. Con có thể là không có, có xác là không có luôn nha. Cái này thì quá sướng rồi đúng không? Có xác có và xác không nha, lưu ý luôn dùng nguyên. Chị Huyền Anh không chia sẻ, không chốt những cái mã này nha. Nha, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. 135.000 đấy. Em còn một bao vàng này nè. Nói chung là nó lẻ tẻ rồi, có thể là lặt màu đấy. Chị em mình chấp nhận lặt màu luôn. Còn được một bao vàng này, chị em mình chấp nhận lặt màu nha. Em nói trước. Bảo Nguyễn có rồi nha, ai chia sẻ là có. Riêng cái này là đâu rồi mà ai chia sẻ cũng có hết. Chốt lên cho chị nào lên trên trước thôi. Trước nó không có nhiều thôi. Nè, hai người cho chị Thu Nguyễn nè. Cho chị Thu Nguyễn luôn nè. Ai chia sẻ có, ai không chia sẻ không chốt nha chị em mình ơi. Ví dụ như trong set này sẽ có hàng lạc, lưu ý luôn dùng nguyên nhé. 5 con sẽ có hàng lạc, chị Hàng Nguyễn không chia sẻ, bỏ qua. Những chị nào không chia sẻ bỏ qua hết nha. Lưu ý, những chị nào không chia sẻ, chị ơi chia sẻ không công khai. Nó không hiện lên lượt logo người chia sẻ nha. Rồi lên luôn dùng nguyên nhé. Chị nào lấy cái mã đó lên luôn dùng nguyên. Cái này là sót lại, em còn đúng được 5 con, ai nhanh tay có nha. 5 con và giá này bán tặng. 5 con và giá này bán tặng nha, màu nào cũng được nhé. Hàng này hàng hàng thun lạnh. Chiếc cho Lê Thị. Con này là hàng thun cotton lạnh nhá. MLXL nhưng mà giá này lên giá bán tặng nha. Tại vì em còn có từng này dứt mã luôn rồi nè. Này, hàng này đúng chính xác là hàng sale 79k. Chiếc 52 kg đổ về thôi, không có size to chứ ơi, còn nói chung là ít lắm. Không chia sẻ. Từng nớ được rồi, chắc mix ra được từng nớ xét từ 2 4 6 7. Chắc là từng nớ xét thôi, không có nhiều nhá. Cái này có MLXL nhá. MLXL cái này lên giá tặng. Từng này con thôi. XL trẻ mình đi 62 đổ về, hàng này hàng có tông lạnh. Có chị ơi, có luôn. Có tông lạnh, có tông lạnh, hàng này hàng công ty nha. Chuẩn luôn. Không có đâu hai set chị ơi, không chốt hai set. Em bán tặng người set thôi, giá bán tặng. Để cho chị nào cũng có. Nha, không chốt hai set nhé, chị em mình mua 10 set không có luôn. Nha, rồi lên luôn những mã này là mã tặng. Không được hai set chị nha. Em chỉ chốt mỗi một set thôi. Cái này lên giá bán tặng này chị em mình ơi, đang đi chị em mình con này sale 79.000. Đúng rồi, con XL mỗi sang con cái thôi. Lên luôn những mã này là mã tặng 58.000. 58.000 nhá, chốt mã tặng 58 là ok. Tặng 58. Chiếc size nhỏ ok, bỏ ra bỏ của chị vỏ ý nghi ra. Lên luôn dùng cái này 58.000. Nha. Lên luôn dùng đặng Nhã Ca này. Đặng Nhã Ca này không đủ size đâu chị ơi, không đủ size đâu, còn lẻ tẻ mấy cái nên là em sale tặng gọn luôn, bỏ cho người con. TT con XL hết rồi quý ơi. Đây con nữa là hai con. Ok cho chị TT này. XL cho quý đặng này, cái này XL cho quý đặng, XL cho quý đặng. Rồi còn size L, ba con size L là gọn luôn. Dứt luôn mã này cho chị Thị Lan lên một cái. Thị Lan lên một cái, hết size XL rồi còn size L thôi nhé. Nguyên nói là tối nay những cái gì thứ rớt mẫu lại là em sale hết. Gọn kho nha, còn size L thôi. Tầm 57 đổ về. Dòng này dòng có tông lạnh hết size M nhá, sang sang ơi. Hết size M rồi. Còn hai cái size L nữa là hết. Chưa bao giờ có giá này vì rớt mẫu lại, rớt lẻ sai lại, còn cả hai cái này là em lên xe dạ mình thôi. Dạ mình nhìn hàng. Nhìn hàng luôn, dùng nguyên hàng này, hàng công ty ấy, không phải là hàng xưởng hàng đồ đâu. Không phải là hàng xưởng nha. Lên luôn hết size M rồi chị ơi, hết size M nhá. Nha, lên luôn dùng nguyên cái này size L cho Trang cái size L. Ok, Trang cái size L 58.000, không còn 52 kg đâu chị, em còn cái này size 57 đổ về thôi. Còn cái cuối cùng size 57 đổ về. Và em lên luôn chị em mình là giá 58.000. Quá rẻ luôn con này nhá. Con này giá cực kỳ rẻ luôn. Ôi cái này size XL.
bỏ cho chị Ti Ti con size XL nữa là đủ đủ hàng này. Bỏ bao chị Ti Ti đâu đi ba, Ti Ti bỏ đâu đây? Ok Ti Ti cái nữa là hết này. Ok Ti Ti cái nữa là hết nhá. Rồi qua nhá chị em mình ơi. Rồi cái mớ hàng xã này, mớ hàng xã này hôm nay chị em mình áo kiểu áo đồ các kiểu, mớ hàng xã này, mớ hàng xã con này, con này sao xả tết xả lui á. Nhiều chị á mua đúng mua một cái sang đường đúng một cái xong đi ra có đơn kẹp chưa? Cái này chỉ lên cho những chị nào có đơn kẹp vô thôi nha chị em mình ơi. Nè sang đúng một cái xong cái là ao ra thôi. Lên mã 18 cao luôn dùng nguyên con này nha, lên mã túi size L cũng hết luôn rồi, chở hết size L luôn rồi. Cái sang ra đi, sang ra đi, sang ra đi, lên mã tặng túi. Từ từ chờ em xíu về Trương Hậu ơi. 18k luôn dùng nguyên túi bé. Chị nào đang có đơn đã chốt nha, hết size XL luôn luôn rồi chị ơi. Túi bé nhá, kiểu gì con này cứ xả ra miết. Cứ mua một cái xong sợ tốn tiền ship, trong khi cái này em sale 39k này. Chị nào đang có đơn em kẹp đơn nhá, không có đơn em bỏ qua hết nhá. Chị em mà xác định mua hàng thì phải lấy. Nha, vì người ta đã sale rất là rẻ rồi. Đến lúc á chốt đơn ấy là cứ bảo là có cái sợ tốn tiền ship. Ba ghi cái mã túi này. Ba ghi cái mã túi này rất là xíu rồi đi mã xíu thôi. Mã xíu cho nó tỉnh thôi, xíu thôi thôi. Nha, rồi lên mã tặng túi luôn dùng nguyên. Đấy, chắc sướng đúng không? Hàng đó là hàng giống như là nhung ấy, lên mã tặng túi luôn dùng nguyên 18k luôn dùng nguyên. Túi giờ tiền. Con, từ từ. Ba chốt đi còn mấy cái nữa đó. Đánh mà chồng đi. Đi. Tây nè, Lê Thì. Lên mã tặng túi 18k luôn dùng nguyên nha. Chị nào lấy túi lên luôn okay, dùng nguyên. Chốt cho chia sẻ thôi. Chị nào không chia sẻ bỏ qua. Đối với những chị nào chia sẻ thôi, chị nào không chia sẻ bỏ qua. Trời ơi, con này ai nhận được con này rồi. Phải hàng này người ta đang chạy cho chị em mình 175.000 đồng. Nè. Lê Thì. Sai chị em mà 55 đổ về thì chị em chút đẹp 55 57 đổ về chị em cho ok. Em đi, cái này là khóa sườn sau nhé. Khóa sườn sau con này đẹp lắm. Lên luôn dùng nguyên con này em đi được chị em mình luôn. 73.000. 73.000 nhá. Chốt mã 73 luôn dùng nguyên con này khóa khóa kéo sau nhé. 73 công sở. Chị nào lấy 73 công sở lên 73 công sở luôn dùng nguyên nhé. 73 công sở. Ok chị Mai Thúy Diệu nè, công sở chị Ti Ti nè. Con này là bị lỗi nè. Con này bị lỗi gì đây, đi hàng lỗi rồi nè. Bao nhiêu đây? 73. Con này không biết là lỗi cái gì á. Về chị em mình nếu lỗi chỗ nào chị em mình đạp là dùng nguyên nhé, size 50. Lên mã 0 đồng luôn dùng nguyên. Nha, lên mã 0 đồng. Chị Thanh Tâm ơi không chia sẻ không chốt nhá. Những cái gì em bán tặng em chị chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Những cái gì em bán tặng em chị chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Cứ xa tới xa lui mệt lắm luôn. Nha. 0 đồng cho Nguyệt Trang. Rồi lên luôn những mã tặng Chippy. Cái này em đi chị em mình 49k luôn. 5 con nha. 5 con Chippy 49k, hàng này hàng đi 125.000 một cặp. À quên lộn, 125.000 một chục. Bữa nay nói cái chị chứng gì mà cái miệng nó cứ nó lẹo biết ấy. Ừ, nghĩ cái này mình nói. Rồi nha, lên luôn dùng mã này làm mã chip. Nói theo quấn tính luôn ấy. Con rẻ quá rồi, lẹo vậy ra. Rồi lên luôn chung mã chip 10 ở lộn 5 con này, cứ lộn biết thôi. Lẹo miệng luôn. Rồi. Nha chị em mình nhìn nè. Cái trứng gì à mắng cứ lộn 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 miết, nó lộn 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 miết ấy. Nha. Chip 49 cho Thi Kinh đi. Rồi lên luôn dùng nguyên cái bộ nãy mà còn xả ra. Bộ gấu vàng 79k luôn. Sai 60 công sở em hết nha. Chịp thấy công sở em hết nha. Bộ gấu 79k luôn. Hậu Covid đang đủ, hậu Covid cái thèm ăn nè. Nói lẹo nè. Giảm trí nhớ à. Nói đầu quên đuôi, nói đuôi quên đầu. Rồi nha, sai. Chị em mình đến 60 nhá. Lên luôn những mã này, mã gấu vàng 79k luôn. Gấu vàng 79 nhá. Gấu chị đi tây. Sọc nè em đi luôn chị em mình ba. Thật sự 39 nghìn chẳng còn giá nào để sale luôn. 39 nghìn sọc. 39 nghìn sọc. Đang tính hỏi chị em mình á, triệu chứng kiểu gì chứ cũng thèm ăn miết thì chết luôn. Không mặc vừa đồ luôn. Nha, không mập cái gì cứ mập cái bụng thôi. Rồi nha, lên luôn dùng nguyên cái nè. Chốt mã sọc 39k luôn dùng nguyên nhá. Sọc 39. Sọc 39 chốt lên luôn dùng cái này mới vừa lên nè chị em mình ơi. Sọc cho chị đi tây. Cái này mới vừa lên xong có tông tàu lên mã nách lên nguyên cục. Ôi không phải nách, lửng nè. 39.000 luôn. À nhanh có, áo nguyên đang mang có chị ở xíu em lên còn được mấy con thôi, xíu bán tặng luôn. Đây mã xanh có tông tàu nhé, size 57 đổ về. Em đi luôn cho chị em mình luôn. À, ủa sao chị này xả đi? Ngày 16. Bờ ra. Cỏ này kiểm tra lại thử nè. Không, ăn thèm ăn cực kỳ luôn. Từ từ, hai nhiếm sáp cam không có. Không có. Nhưng mà cứ kiểu sau hai vợ chồng luôn. Cứ kiểu sau dịch cái là, á quên lộn. Sau Covid cái là thèm.
thèm ăn mọi lúc mọi nơi. Gu dài á, một lớp á, xanh cho Quỳnh Giang. Gu dài một lớp nha, hàng gu nhá, size 57 bán tặng luôn. Ê, hàng này có đuổi không ta? Ba nghe nè, hàng đổi về à? Đi giặt mà đổi à? Phải không? Đúng rồi, phải không? Không lẫn lộn. Sao? Không biết, không rõ. Xe 55 đổ về, mọi người xanh hết rồi. 55 đổ về. 55 cái đổ về nha. Lên luôn những mã này là mã dài. Không biết cái này, hàng đổi. Bị giặt rồi. 59.000 luôn. 59.000. Từ từ, nguyên có bộ mô mà to thì nó sai nghe. Đó chứ, nó chứ. Không nói sai làm sao khách chốt. 59k. Không nói sai làm chi làm sao khách chốt. Gu cho ti ti. Rồi nha, lên luôn dùng nguyên con này. Ơi. Con này, cái gì hàng này cái xả ra miết luôn ấy, mệt ghê luôn ấy. Tặng 19k luôn. Tặng 19k luôn. Sai dành cho con đó là đã hàng đổ nha chị ơi. Nha, 19k con này luôn, chốt mã 19 luôn dùng nguyên, em buồn ý lắm luôn. Đây này, cái này chị này chốt từng cặp. Hết rồi. Chị này chốt từng cặp. Úi. Úi. Để coi lại cái này thế nào. Để thấy từng giác nè. Để lại thế nào. Để luôn trong đó, để luôn trong đó. 19k về mang này. Dư gì đấy. Cái này răng đây ta. Cái này hôm bữa em xe máy xe 57 đổ về. Đẹp lắm, con nó đẹp lắm, 57 đổ về. Cái này em đi luôn chạy mình làm. Hôm bữa em xe giá máy rồi em nhớ nghe. Hàng này hàng 100 mấy gì nữa, 105. 69.000 đi. Xe 57, 69.000. Khách 69.000. 69.000 nha, chị nào lấy mã 69k lên mã 69k luôn dùng nguyên. Gấu xanh hết, sạch xanh luôn. Hình như là nổi nhớt mùa đông là nhắn qua bộ nó đẹp đúng không? Có gấu đen. Có gấu đen nhá. Bồ lanh thái dùng nguyên nhá, size 52 55 đổ về chị em chút đẹp. 59 nha, không có, hết cho Thu Nguyễn. Nha, 52 55 đổ về, bộ này là bộ lanh thái em đi chị em mình, bộ này giá 69.000 luôn. Nha, lanh thái dùng nguyên, hàng này hàng 179.000. 199.000 nè. À 174.000. Cái này em sale luôn chị em mình là 69.000 nhá. Size này, bộ này, bộ lanh thái chắc sướng lắm luôn. Không cái đào áp em chán gì. Nói chút quen sao, nói chút quen sao. Rồi cái này em bán tặng. Hôm bữa lấy... còn sót một cọc đen. Đen và hồng. Cái này bán tặng. 69 gì để chị Hòa, hai cái 69 nha. Cái khót 69 và cái bộ 69. Khót 69 với lên bộ 69. Lên rõ cho em. Ui cái này, hai lớp nhé cho bé nhé. Cái này em còn ít tầm khoảng 20-30 con thôi. Cái này chị em không chọn màu nha. Lành chị Lily Kiều ơi, không chia sẻ. Lily Kiều không chia sẻ. Không chia sẻ, lên luôn dùng nguyên này. Chia sẻ vô. Cái này sẽ toàn size 40 thôi nhưng mà là hai lớp nhé chị em mình ơi. Con này là nhớ luôn dùng nguyên là hai lớp. Nè, con này bao sướng luôn. Mà size to thì thường 40 lắm thì có size chị em mình ơi. Nắng dài cho bé nhé, con được mái cái này là thô mềm. Thô mềm các màu luôn, không chọn màu mà toàn màu đẹp này chị em mình. Cái này còn tầm 20-30 con thôi. Em bán tặng nha. Lên mã tặng bé là ok, giá này là giá tặng bé thôi. Nha. Tặng bé luôn dùng nguyên là ok, toàn bộ là size 40kg. Size 40 cái tầm khoảng 35-40 là chị em mình mua về cho bé là ok. Còn size to. Mỗi khi là hàng nắng dài của Nguyên chọn toàn size nhỏ đúng không? Cái này lên luôn dùng này. Chị ơi chị Luyến Trần không chia sẻ. Luyến Trần cũng không chia sẻ. Lê Kiều không chia sẻ. Lên luôn dùng nguyên mã này là mã tặng bé. Em bán tặng luôn chị em mình con này 49.000. Hai lớp nha. Con này hai lớp trong bé một lớp nha. Mà size to. Tặng 49.000 vì bình thường là size cho bé mà toàn khoảng 35-40kg. Ít có nắng này nè. Đấy, sang được một ít. Về chừa cho khách, đóng cho khách còn bao nhiêu em lên sale luôn chị em mình. 49.000 nhá. Chốt mã này là mã nắng bé, 49k là ok. Hai lớp nhá. Cho nó đi học và mang con này quá sướng. Kèm một cái khẩu trang hết mấy nghìn rồi. Chị ơi, cái nào chốt xong là đi đơn hết rồi. Cái này ba ghi lại thôi. À thôi thôi bóc luôn đi. Bóc luôn đi. Bóc đại màu nhá. Lên mã tặng bé đây nè. Bóc tặng đại màu nha chị em mình, nó hai cái nè. Nha. Size từ 35 đến 40kg cho chị đặng. Cho cô Đặng Lệ. 49.000. Làm sao mua được? Không bao giờ mua được luôn. Nha, lên luôn dưỡng mã này là mã tặng bé, nhiều màu đẹp lắm. Mà size to cho nó đi học. Đi học mùa này vô học mang những con này đi trời nắng là quá ok. Bán tặng chị em mình 49.000 thôi, còn tầm khoảng 30 con thôi. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dưỡng mã tặng bé 49 là ok. Size dành nhiều khi là sale quá đã. Nhớ anh Bèo ơi, lên thông tin cho Nguyên đi.
lên thông tin chốt đơn nhé. Tất cả chị em mình có đơn kèm thông tin chốt, không có thông tin chịu nhé, chị Huệ Trần không chia sẻ. Chốt lên cho chị nào chia sẻ nha. À, khẩu trang người lớn chắc là khẩu trang người lớn chắc phải vài hôm nữa thôi. Giờ okay, hết nhé. Giờ hết nhé. Rồi con áo mình đang mang luôn. Có bao nhiêu con em sale luôn. Ok cho quý đặng luôn nha. 49k con, chị em mình đi đâu ra mua được. Rẻ thôi. Dòng rẻ thôi, người ta bán gì em mình 85.000 cho hai lớp, hàng dài nữa. Hàng dài nhá. Mà em đi thì em mình là 49.000 nha. Chị nào lấy mã nắng bé, ơ quên lộn. Ờ đúng rồi, nắng bé. Sale nó luôn chị em mình là 49.000. Rồi áo không đang mang còn bao nhiêu con đây nữa là hết rồi. Còn con mà không đang mang thôi à. Được con nữa. Đây con nữa. Tay này chị em mình 60 62 vô tư và chị nào bầu bí bông trang vô tinh tư luôn nha. Tinh đổ hai con rồi nha. Con này chị nào bầu bí bông trang vô tư 60 62 chị em mình chốt đẹp về miết quần đùi đang có sẵn. Cái này quần này quần mang lâu rồi. Nha, cái này em đi luôn chị em mình luôn. 69.000. Còn được hai con, một con đang mang và một con này, bầu bí bông trang vô tư luôn. Quần phía sau có 60 có size chị ơi. Đầy đủ size, hàng nguyên ri. Cái này em sale luôn chị em mình nó 69k. 40 nha, ký được không? 40 ký đó, 40 ký. Lê Hiền. Con này em đi chị em mình 69k, không có chỗ nào bán luôn. Nha. Cho chị TT. Ok, chị TT 69.000 đã có chỗ nào bán con này luôn. Nha, rồi lên luôn dùng màu hồng. Tặng bé Nguyễn Thanh Văn hơi rộng nha, tầm 35 đến 40 ký. Còn được mấy con, nãy còn tầm 30 con mà. Rồi màu hồng luôn, 69.000 luôn. Nha, có 3 con màu hồng. Đẹp lắm luôn chị em mình, hàng này cực mềm. Hot girl nó bán gì em mình con này tiền trăm chưa? Tay tiền trăm. Chị ơi, cái nào chốt xong là đi đơn hết rồi nha. Nha, còn chưa chốt là chưa đi đơn như thế thôi. Chị mà chưa nhắn tin chốt đơn cho chị là có nghĩa là còn đơn ở đây. Còn mà đã nhắn tin chốt đơn rồi là đi rồi. Nha, nhắn còn một em hồng. Ok mới đi đơn nha. Còn một em màu hồng nhé, chị nào lấy hồng lên hồng luôn dùng em đi chị em mình 69k. 69k nhá, áo kiểu. Rồi. Nè, chị em mình nhìn nè. Không ai bán 69k luôn, tự tin luôn á. Nha, lên luôn vô mã kiểu hồng. 69k em còn con. Chị nào lấy kiểu hồng 69. Ôi có con màu trắng này xanh. Rồi cả con màu trắng. Chị sẽ con màu trắng. Nha, còn cả màu trắng nhé. À Nguyên. Rồi nha, lên mã trắng luôn vô Nguyên. Trắng còn con chứ mấy. 69 màu gì? Còn màu trắng ha nha. Trắng còn màu hồng thôi. Màu hồng. Còn màu hồng thôi, trắng hết rồi. Trắng hết rồi. Màu hồng, màu hồng. Cái nào mà chị nào đi làm công sở thì thôi luôn. Đây mã này mã trắng. Nơ trắng luôn vô Nguyên nhé. Nè, cưng chưa? Nơ trắng nhé, mã trắng hồi nãy hết rồi chị ơi. Nơ trắng size này chị em mình lấy 60 ok luôn. Hồng cho Khôi Nguyễn kìa. Nha, Khôi Nguyên nè. Khôi Nguyên 69k nè. Rồi nhá, cái này em còn con thôi. Cưng chưa? Lên mã này giúp Nguyên là mã nơ trắng luôn dùng Nguyên nhá, làm sao mua 69.000 được. Size 6 size chị em mình 60 mang ok luôn. Cái này chị em mình đi làm nè, đi chơi vô tư hết con này. Nơ trắng đường con thì ti ti cho chị ti ti. Rồi nhá. Nhiều tối nay là nhiều hàng lắm lấy luôn chị em mình. Rồi nhá, lên mã này mã nơ đen. Cưng lắm con này luôn. Nè, lên mã nơ đen, cái này chị em mình mít chân váy này thôi rồi luôn. Con này chị em mình mít chân váy này thôi rồi luôn. Nha, cái này có ba, còn được 3 con thôi nè. Còn được 3 con thôi, lên mã này mã nơ đen. Nè, có cả kèm nơ nè. Từ từ chờ em xíu chị ơi. Có cả cái này nữa nè. Lên mã này mã nơ đen nhé, size chị em mình để 60. Nơ đen cho tí tí. Nha, có 3 con nơ đen. Chút mã nơ đen luôn dùng nguyên là ok nhé. Form này form 60. Mà trái hết rồi nha. Nơ đen đây sẵn này. Nơ đen có 3 con nhé. Chị nào lấy nơ đen comment lên nơ đen luôn dùng được 3 thôi. Nha, em đi chị em mình nói 69.000 cưng không? Cưng không? Nơ đen nhá. Nơ trắng hồi nãy hết rồi. Chốt mã nơ đen rồi. Ok nhá. Trời ơi, con này mic chân váy đẹp vô tư luôn. Chị nào đi làm cũng đẹp nhá. Nè. Bánh bèo chưa? Lên mã này là mã nơ đen nhá. Hết nơ trắng rồi. Nơ đen đi chị ơi, nơ đen nơ đen. Nơ đen cái nào nãy có một cái cho chị Ti Ti nè. Cái này có một cái hồi nãy Ti Ti nè. Chị nào lấy nơ đen lên nơ đen luôn dùng Nguyên nhá. Chốt mã nơ đen 69k luôn dùng Nguyên nhá. Giá này đi chị em mình siêu rẻ luôn. Còn nơ đen nha, lên mã này là mã nơ nu 69, cái này có mấy cá thôi. Cho chị Nguyễn Thanh Văn. Nguyễn Thanh Văn. Còn bên mã nơ nu nó y con màu trắng lúc nãy. Quay cận luôn cho chị em mình nè. Nơ đen cho chị Hà Nguyễn là hết nè. Quay cận hàng luôn cho chị em mình dùng. Dồn dùng Nguyên nha. Phải hàng này đi nhập sĩ bình thường là 115-120.000 rồi. Không có hàng rẻ nha chị em mình ơi. Hàng kiểu này làm gì có hàng rẻ. Em đi luôn chị em mình là 80. Nơ nu cho chị Ti 69.000 thôi. 69.000 thôi. Lên mã nơ nu luôn dùng Nguyên nhé. Chúc mã nơ nu dùng Nguyên nha chị em mình ơi. Nha, chị nào lấy nơ nu comment nơ nu. Còn 5 con nơ nu nữa là hết. Nha, size này chị em mình để 60 ok luôn. Chúc mã nơ nu luôn dùng Nguyên nhé. Trời ơi cưng lắm, cái này chị đem mình đi làm đi chơi gì cũng được hết đấy. Hàng này gọi là hàng hiếm rồi, 69.000 nhá.
Đấy, ai lấy nơ nu lên nơ nu giúp Nguyên. Nơ nu 69. Cái này toàn hàng là đi nhập sĩ trong mấy không á, trong 1, trong 2 không á chị em mình ơi. Nơ nu cho Mai Thí Diệu, nơ nu cho Quỳnh Giang nha. Nè, xin nông mình cột cái nơ hơi bị xấu. Nha, lên mã nơ nu dùng Nguyên nhá. Sao chị em mình để 60 Quỳnh vô tư Giang, luôn. Nha, chốt mã nơ nu là ok nhá. Em đi luôn chị em mình là 69 nhìn nơ nu. Chị nào lấy nơ nu lên nơ nu dùng Nguyên nhá. Cái này bỏ cái bì cô. Nơ nu nha. Chị nào lấy nơ nu lên nơ nu luôn dùng Nguyên nha chị em mình ơi. Comment mã này là mã kiểu hồng. Cưng. Áo mặc thấy rồi nha. Những kiểu này cưng. Này. Này. Xinh chưa? Xinh chưa? Sau này là quá xinh nè. Lên mã này là mã kiểu hồng, toàn bộ form 60 nhá. Toàn bộ form 60, cái này chị em mình mix quần đùi trắng cũng đẹp, mix quần đùi đen cũng đẹp, đi chơi, đi biển các kiểu, đi làm cũng quá ok luôn. Con này form 60 nhá. Lên mã này là mã kiểu hồng. Em đi chị em mình là 69 nghìn. Toàn bộ hàng này là hàng xịn hết đấy. Nha, chốt mã kiểu hồng luôn dùng Nguyên. Em được 4 con kiểu hồng. Tóc lại được mấy con ở kiểu này. Hồng cho Mai Thí Diệu. Chốt mã kiểu hồng luôn dùng Nguyên nhá. Chị nào lấy kiểu hồng comment mã kiểu hồng. Kiểu hồng luôn dùng Nguyên. Ok, Mai Thí Diệu có hồng nha. Chốt mã kiểu hồng, em đi trẻ 69 nghìn. Rồi lên mã kiểu xanh này có một cái thôi. Màu xanh này lạ này. Nha, màu này màu xanh Việt đúng không? Lên mã này là mã Việt luôn dùng Nguyên nhá. 40 ơi lộn 69 nghìn Việt. Rẻ quá thể nha chị em mình ơi. Kiểu hồng cho Mỹ Linh Lê. Mỹ Linh Lê địa chỉ luôn nha. Con này lên luôn dùng cái mã này là mã Việt có một cái cho chị Hiếu Nha Nguyễn Hồng luôn. Hiếu Nha Nguyễn Hồng. Rồi lên vịt luôn dùng có một con vịt thôi. Chị nào lấy vịt lên vịt luôn dùng Nguyên và đi trẻ mình 69 nghìn vịt nhá. Phôm này là phôm trẻ mình lấy 60. Cho chị phát nhà. Cho chị phát nhà. Rồi lên mã trắng luôn dùng Nguyên là ok. Comment lên trắng nhá. Y con xanh em hết rồi. Lên mã trắng luôn dùng Nguyên. Em đi trẻ mình nó 69 nghìn thôi. Hết vịt nha. Lên mã trắng luôn dùng Nguyên là ok. Chị nào lấy trắng 69. Comment mã này lên mã trắng 69. Y con vịt hồi nãy. Chị nào lấy trắng phôm 60 hết. Mít cái gì cũng đẹp con này. Ok nha. Mỹ Linh Lê, trắng cho Ti Ti. Đây nè, trắng nè. Trắng cho Ti Ti nè, 1, 2 nè, 3 nè, 4 con trắng kiểu luôn. Xanh em hết rồi. Có 4 con màu trắng. Xanh em hết rồi chị Phương Nghi ơi. Trắng cho Nguyên nha, ai lấy trắng lên trắng luôn cho Nguyên với nè. Rồi, lên mã này là mã bông. Có 2 con thôi. Mã bông, mã nơ gì đây, có 2 con thôi. Em hết rồi đấy. Sale gọn luôn cho chị em mình giá lên luôn. Kiểu trắng cho Quỳnh Giang 69 nghìn nha. Nè, mình thấy mới thấy cái bông mà ta. Cái bông rớt đâu rồi? Đây, lên mã này là mã bông nha. Có 2 con bông thôi. Việc em hết rồi chị ơi. À, hồng còn không dạ? Còn cho chị Nga Mai ơi, lên thông tin cho em đi. Nga Mai lên thông tin. Lên thông tin giùm em đi. Lên mã này là mã bông nè. Có 2 cái bông nha. Chị nào lấy bông lên bông đẹp lắm. Cho chị em mình 60 luôn dùng Nguyên nha. Bông cho chị Hiếu Nha Nguyễn. Hiếu Nha Nguyễn. Hiếu Nha Nguyễn này. Nguyễn. Nơ nu còn không dạ? Nơ nu chị Nga Mai kìa. Nơ nu nãy chị Nga Mai này. Lên mã bông luôn dùng Nguyên nhá. Chúc mã bông luôn dùng Nguyên là ok. Em đi luôn chị em 69 nghìn, rẻ quá thể luôn. Nha. Đấy, chị nào lấy bông lên bông. À, trắng hồi nãy mã kiểu trắng nó còn không dạ? Trắng còn cái cho chị Lê Hiền. Cho Lê Hiền. Áo nam phía sau có size 73. Lên mã bông chứ hết cái trắng rồi nha. Chúc lên mã này là mã bông. Chị nào lấy mã bông lên bông luôn dùng Nguyên nhá. Chị nào lấy bông lên bông. Cái con này Nguyên có 2 tông màu mà con này lên mang chị em mình lên trang con này à, siêu dài luôn. Con này siêu dài luôn, giờ trắng thử trắng, gì đây, trắng, gì đây? Trắng bông ấy, trắng bông, chị em mình cần thử con này không? Con này đang hot nè. Hàng thị trường đang con này còn đây. Cả màu đen. Con này còn cả màu đen. Bông cho Nga Mai. Nha, Nga con Mai này còn cả màu đen. Nha. Đài đủ size số, màu đen và màu này chị em mình nhìn cái phong quần. Mang con nè, vi vuông chân dài luôn. Đi. Chị nào cái này mang thêm một đôi gót nữa là vi vu chân dài con này luôn. Đẹp lắm, nó không phải loe quá to. Cái này không phải loe quá to, nó vừa phải nè. Vừa phải nè nè, chị em mình nhìn cái phông quần. Đẹp chưa, không cần mang đâu chị em mình đâu. Nha chị em mình nhìn hàng, cái này 2 tông màu. Từ size S tới 2X. Ok mà thấy trời, đừng mai thấy dịu ơi. Từ size S tới size 2X cho chị em mình từ 40 đến 60kg là chị em mình chốt đẹp con này. Nha, lên luôn những mã loe màu đen và màu này. Nè, nhìn phôm này, con này đang hot mà. Em đây được chị em con này giá 89 nghìn. Nha, từ size S tới size X 89 nghìn. Chị nào lấy loe kèm màu và kèm size luôn dùng Nguyên nhá. Đây, con này đây. Em đi bóc cái con màu đen như vậy em mình xem. Nha, loe kèm màu. Kèm size nhá. Có 2 tông màu như vậy em mình nói. Loe đen, ri. Loe kèm ri màu. Ri cho ti ti. Ri cho ti đen à? Ờ. Ri đen thì ti ti, ok nè. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhá.
từ S tới XL, 2XL. Từ size S đến 2XL em mở chị em mình màu đen gì em mình xem. Lên mã này mã loa kèm màu và kèm luôn dùng cái size con này quá đẹp. Trời ơi. Cái này mà chị em mình mix, cái này còn chưa up lên trang cá nhân nữa luôn. Mà gần hết rồi. Còn tầm khoảng chục ri nữa là em hết luôn cái này rồi. À, chị em mình nhìn nè. Đẹp chưa? Đấy chị nào lấy cái này lên mã loa còn tầm khoảng chục ri nữa là sạch. Em đây luôn chị em mình con này là giá 89.000. Nha chị nào lấy cái này lên mã loa 89 là ok. Loa 89 chút lên luôn dùng nguyên nhá. Được chưa? Rồi tiếp. Loa đen mờ chưa? Đây. Thanh trung. Nha, tiếp luôn dùng nguyên. À còn cái này nữa nè, còn cái này nữa nè. Còn cái này nữa. S, M, L, XL và 2XL. M cho chị Ngọc Văn, ba ghi lại đi ba. Ba ghi lại đi, mai bóc sau cũng được. Thêm ri đang ghi lại đây bóc sau còn tầm khoảng chục ri nữa là hết. Nên là chị em mình tranh thủ nhé. Cái này em còn cái. Lên mã này là mã nơ đen. 89.000. Từ size S tới size 2X. Được chứ mắc chị không? Em thử cho chị em mình xem nhé. Thử cái màu nào cho chị em mình xem từ từ chờ em xíu. Chờ em xíu một xíu. Em đi thử cho chị em mình xem nha. Mang cái màu màu nu này đi. Ngọc Văn thanh trung Ngọc Văn. Chờ em xíu một xíu em mang thử cái màu nu cho chị em mình thấy cái form nha. Đi. Mang thử cái màu nu cho chị em mình thấy được cái form này, cái này mang với cái gì cho nó hợp ta? Không phải là mang cái áo phùng phùng nè. Không, mix lên cái đôi giày đôi gót nè. Phải mix lên một cái đôi gót như thế này nè. Chờ em xíu một xíu. Chờ em xíu một xíu mang lên là viên mang chân dài luôn. Nha. Chân dài tới nách luôn. Từ từ chờ em xíu nha. Kệ nhá. Kinh kim lên chị em mình nha. Mình thử vô là nhìn cái khúc dưới thôi, đừng nhìn khúc trên nhá. Nhìn không có hợp lắm mà thôi kệ cho nó nhanh chứ giờ mà đi thử áo thử quần nữa mệt lắm. Để cho chị em mình dồn cái form nó như thế nào. Nguyễn. Mang cho chị em mình dồn cái form của nó như thế nào. Mang con này chuẩn là chân dài tới nách luôn. Nha, từ S tới size 2X. Linh Nguyễn. Từ S tới size 2X chị em mình nhá. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Bữa nay mang size S hơi bị ôm rồi đấy. Ok. Chị nào đùi to mông bự gì báo luôn nha. Trời bữa nay mang size S cái ái hơi bị ôm rồi. Cái mông hơi bị ôm rồi. Mông hơi ôm mà bụng hơi ôm luôn. Con này mang lên miên mang chân dài luôn. Đây đứng này chị em mình nhìn cái form. Cái này có đôi dép form cao nè. Bữa nay là đùi mông bự rồi. Nó quên lộ, bụng bự rồi. Rồi nha, đây chị em mình nhìn cái form nè. Đây đứng xa chị em mình thấy không trời? Thấy không trời? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Đây chị em mình nhìn cái form nè, đẹp lắm. Nhìn cái này lên chân dài cả khúc okay. Luôn ấy. Phải là mang đôi giày cao lên nhá. Nguyên là dạng lưng dài okay, chân ngắn rồi nè. Dạng lưng dài chân ngắn nè. Mang size S nè. Cao. Cao chị nào mà đùi to mông bự thì báo luôn nhé để nhích lên size nhé. Bữa nay là mang size S hơi bị ôm quá rồi. Đấy, chị nào lấy cái này lên luôn dùng form đẹp lắm. Form quần con này rất là đẹp. Nha, em qua cho nó nha. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã này mã loa kèm luôn dùng cái á. Cái size nha. Kèm luôn dùng cái số ký đi. Ai đùi to mông bự nhá nhắc luôn nha để mà nhích size lên chị em mình nha. Nhớ luôn dùng nguyên là đùi to mông bự báo nhất size. Bãi tốn, eo bãi tốn size L vừa không? Không. Không. Sao vừa được? Có số 2 kg không? Số 2 kg không vừa đâu, eo 78 không, làm sao vừa size L được? Thì nhất là 2XL. Phải là 2XL cái chị ơi, không thể nào mà vừa size L được rồi. Rồi ok, tiếp luôn chị em mình một mã bé này nè. Có ngồi nè. Ở đâu rồi hả? Mới bỏ lên đây nè. Mới bỏ lên. Bữa nay dạng bụng to để mang size S cũng hơi bị ôm đó. 62 kg không? Áo chống nắng dài, áo chống nắng dài em còn ít. Lên cái bộ này. Nhưng mà không chọn màu, em sale luôn. Em còn ít nên là em sale luôn. Không chọn màu nha. Từ 15 đến 28 kg có size. Không phải màu ri màu đen với màu chỉ có màu đen nha. Và màu nu em mới vừa thử xong nè. Em mang màu nu để chị em mình thấy cái form. Ri là một ri là XM là XL. Em mang màu nu để chị em mình thấy cái form chứ thường thường là màu đen nó sẽ đẹp hơn. Màu đen nó sẽ đẹp hơn nhưng mà mang cái màu nu để cho nó sáng cho chị em mình thấy cái form. Đấy. Rồi nha, lên luôn dùng nguyên cái này em bán tặng nè. Bán tặng nha, con này có tông rất là đẹp luôn. Size cho bé nhà mình từ 15 tới 28 kg. 60 lấy 2. 1m5 ạ.
một mét năm thì cũng hơi dài, hơi dài. Nguyên một mét năm tư thì là tới gót. Chút lên áo nam sau đi Nguyên. Em còn size nhỏ không à? Size nhỏ không? Rồi lên mã này là mã tặng bé cho chị em mình. Hàng này hàng 85 của nhà Nguyên này. Nhưng mà em còn lẻ tẻ màu, lẻ tẻ size. Nam mang được, nữ mang được, trai gái gì mang cũng ok. Nhưng mà nếu như mà chị em mình ghi là ghi rõ luôn. Nếu gái không cần ghi đi. Còn nếu như bé trai 1m25, 30kg có không? Cái gì chị ơi, cái này lên luôn dùng Nguyên nhiều màu lắm. Nhưng mà Nguyên nói từ từ. Nếu như là bé gái thì quên lộn. Nếu lên bé trai thì ghi rõ trai luôn dùng Nguyên. Vì tất cả các màu này bé gái đều mang được hết. Còn riêng bé trai thì phải loại trừ cái màu hồng ra nhé. Nên á, được tới 28kg là ok. Chị em mình ghi rõ, nếu là bé trai ghi rõ luôn dùng Nguyên hàng 85k. Con này chắc có tông đẹp lắm luôn. Nè, toàn màu đẹp nhé chị em mình ơi. Nếu như là bé trai thì là ghi bé trai, còn bé gái không cần ghi nhé. Bộ em mang hả chị ơi, em lên rồi. Đây nè, đây. Bộ dài cho bé chắc có tông rất là đẹp luôn nha. Cái này nếu như mà trai thì ghi trai luôn dùng Nguyên. Cái này em bán tặng 85.000 đúng không? Không bán 85.000 nữa. Em sale luôn kìa mình, con này giá 69.000 gọn luôn. 69.000 gọn cái đôi dài này luôn nhá. Nếu như mà trai thì lên rõ trai để em không bóc cái màu này. Lưu ý nha, toàn màu đẹp thôi chị em mình thấy này. Toàn màu đẹp thôi. Nhưng mà nếu như là bé trai thì á, ghi rõ cho em L72 á chị hả? CM ok nha. Nếu bé trai thì ghi rõ bé trai để Nguyên bỏ cái màu này ra. Bỏ cái màu hồng này ra nhé chị em mình ơi. Còn bộ là màu bé trai bé gái gì mang cũng được. Được cái là trai gái đều mang ok những con này. Lên mã này, comment mã này là mã tặng bé luôn dùng Nguyên là ok. Nếu trai ghi rõ trai để không bỏ màu hồng nha. Đấy, kèm số ký luôn dùng Nguyên đến 28kg là ok. Từ 15 đến 28. Lên đẹp con này. Em đi luôn cho chị em mình con này với giá là 69.000. Rẻ quá. Cái này rẻ quá thể chị em mình nhìn nè. Rẻ quá thể con này luôn. Không chọn màu đâu chị Mai Thí Diệu ơi. Chị cho, chọn màu không chốt nhé. Còn lẻ tẻ màu, chọn màu nha. Lẻ tẻ màu, lẻ tẻ sai. Nên là em mới đang sale giá này. Đấy, 28 đến nào gọn tới đây 30 nha chị ơi. Gọn thì 30 nha. Bé nào cao ốm thì 30. Chị nào mà chọn màu em xin phép là không chốt mã này. Tại vì Nguyên còn lẻ màu lẻ sai. Mà giờ chị em mình bảo lên Nguyên chọn màu này sai này là không có đâu. Chứ không phải khó khăn. Ví dụ như bình thường về hàng Nguyên sẽ mua lên 85k ấy, có lãi. Có lãi và hàng đủ ri, đủ màu, đủ size thì em bóc màu vô tư nhá. Còn cái này là nó còn lẻ màu rồi. Nên là em lên nó luôn chị em mình là giá 69.000. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng trai. Nếu như gái không cần ghi trai phải có nhá. À, có người lớn tiếp kia. Ok mà thấy dịu. Không có đồ người lớn. Cái này chưa có đồ người lớn nha. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên. Chị Vũ Xuân ơi cứ lên cho em số ký. Lên rõ số ký luôn dùng Nguyên lên mã này. Kèm số ký nha. Từ 15kg được, size nhỏ nhất 15kg được. 15 đến 28kg là có size nha. Chị nào lấy cái này lên luôn những mã tặng dài bé luôn. Lấy chú ký Xuân nha. Chị em mình về sờ chắc đi nha. Cho chị em mình về sờ chắc. Con này toàn bộ chắc có tông đẹp hết á. Mà em đi luôn chị em mình là 69.000 một bộ. Rẻ. À, em đang mang em lên rồi, chị ở hết rồi. Hết màu em đang mang luôn rồi nha. Chị nào lấy cái này lên mã tặng bé luôn dùng Nguyên. Kèm luôn dùng Nguyên cái á, cái số ký nhá. 69k bộ. Cái này quá rẻ luôn. 69k là ok. Chị nào lấy cái này chút lên mã tặng bé. Kèm luôn dùng Nguyên số ký nhé chị em mình nha. Phải có số ký. À, chị Vũ Xuân ơi lên cho em cả số ký luôn. To nhất. To nhất ok. Ok chị Vũ Xuân. Sẽ cho và sao mấy cái này nè, phía sau có mấy con quần bé này nè, lên bán tặng luôn. Ok chị Mai Thí Diệu đây sau lưng này. Bé 16 thì tôi bên đó. Ok Thủy Trôn. Ok Tình Ngô kìa. Ok nhá, chị nào cứ lấy lên luôn dùng Nguyên okay. Nhá. Chị nào lên trước là em chốt size trước ấy, tại vì cái này em còn lại sẽ size thôi. Không có nhiều và cái này em bán tặng luôn. Hàng này hàng 95 cũng như thế này. Lâu lâu nó rớt lại ri. Hàng này là hàng 95 nha. Giá bán tặng nè. Nha, đây là chút lên cho chị nào chia sẻ cái điện thoại ở đâu biết. Cái này em đây luôn chị em mình luôn. 30 em còn ấy, thôi ngày mai đi. Nhưng mà hàng toàn bộ hàng 85.000 chứ chả có giá đó chị ơi. Nè, hàng này hàng từ. Chị Mỹ Duyên ơi, chị vô trang cá nhân em chị tham khảo đi. Em có up. Bạn Lan có rồi nha. Em có up lên trang cá nhân ấy, và lúc trưa em cũng đã lấy áo khoác rồi. Nhưng áo khoác thì nhiều nhưng mà không phải lúc nào cũng là áo khoác. Cái này em đi luôn chị em mình luôn. Size cho bé nhà mình 18kg độ về.
Ok, con này tặng luôn 49k luôn. Kim Ngân Lương lên thông tin đi. Hàng 95k đó chị em nè. Con này là hàng 95k, quần riêng bán nhé. Quần riêng dài cho bé 49.000 ở đâu bán được, hàng Quảng Châu. Mai chốt đơn rồi chị báo giùm em, bỏ thêm nhé. Nha chị ơi, mai chốt đơn báo luôn giùm em. Cái này em đi luôn chị em, cái gì 60kg đó chị Nguyễn Ngọc ơi, cái này cho bé nha. Size này 18kg độ về thôi, 49.000. Đẹp okay, lắm, và hàng Quảng Châu nhé. Size nhỏ, cái này size nhí thôi. Cái này có size nhí thôi, hàng 95. 95.000. Mà đi cho chị em mình 49.000, chị em mình nghĩ đi. Lỗ cỡ nào? Size 18 đổ về thôi, lên mã tặng 49 luôn, ok. Khi nào lấy cái này lên luôn dùng đi nhé. Tặng bé 49k kèm luôn dùng cái 18kg đổ về là ok nhé. Được chưa? Xinh cực kỳ luôn, không thể nào đi nhập ra được cái giá hàng này luôn nha. Chị nào lấy cái này thì lên luôn dùng nguyên mã này, là mã tặng bé, kèm luôn dùng nguyên số ký nhá. Ai chưa có cái này thì lên luôn dùng nguyên. Rồi tiếp. Rồi tiếp cái này em còn được tình này con. Nha, con này lên mã này là mã xịn luôn dùng nguyên. Tương tác cái gì em mà nó. Cái điện thoại xả đây. Cái này em còn mấy con? Hết tầm đưa lên. Con này lên mã xịn luôn dùng nguyên nhá. Cái này có sai à? Ờ cái đầu tiên là sai nha. Cái đầu tiên ghi lại đi, ghi lại 16 cái đi xíu rồi sao đó. Nha. Trời ơi. Con này mà mít con áo Nguyên đang mang là quá đẹp luôn. Tàu nhá, tàu xịn nhá. Ta ghi lại đi. Ba lê ghi lại và mai bóc sau đi. Nha, cái này chị em mình lên nhanh luôn dùng Nguyên. Size này chị em mình đến 60-62 là mang ok. Cầm em mã Mickey nhá. Con này là form rộng phủ mông giấu quần luôn. Hàng này em bán bị hố giá. Thì như hồi trưa lên sale 69 thì nó giống như mấy cái mã dài á chị em mình. Này chị em mình nhìn túi nè. Có từng này con thôi. Từng này con thôi. Lên mã tặng Mickey nhá. Chị em mình nhìn cái độ xịn của nó này. Nhìn túi tiết của nó này. Cái này em sale nó luôn chị em mình. Con này giá 69.000 luôn. Nha, con này xịn nhá. Ok chị thấy trôi rồi. Con này lên mã này là mã xịn dung nguyện là ok. Phụ mông giáo quần cái này chị em mình mix cho quần đùi, mix cho quần ngối gì cũng đẹp nhá. Em đi chị em mình con này, mã này là mã xịn 69. Con này chính xác bị bán hối giá. Bị bán hối giá. Không, cái này 70 không được. Maximum là 65 thôi. Maximum là 65 thôi nhá. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng, mã này là mã Mickey luôn dùng. Những cái con hàng xịn xịn này người ta bán cho chị em mình toàn tiền trăm mấy không? Mickey đây nè. Toàn trăm mấy nghìn thôi. 101, 102 chỗ nào rẻ nó bán cho chị em mình là 99.000. Em đi chị em mình 69.000 cho chị TT 2 con. Chốt mã này là mã Mickey luôn dùng nguyên, hoặc là mã xịn luôn dùng nguyên là ok. Chị em mình nhìn hàng 69.000 nha. Chị nào lấy cái này lên luôn chung mã xịn 69 là ok. Lên mã xịn 69 nhé. Mickey cho Vũ Xuân nha. À, cho Thu Nguyễn. Lên cứ. Mã xịn 69 đây còn này. Đây còn mấy con 69.000 luôn dùng nguyên nha. Cho chị Vũ Xuân luôn. Chị em mình xem like chịu khó tương tác đây xíu cho chị em mình. Tiếc quá. Cố gắng tương tác lên. Rồi con này lên luôn dùng nguyên. Cái này ai nhanh còn. Cái này em còn nằm vài chục con. Cái này ai nhanh còn nhá. Cái này kèm số ký luôn dùng nguyên. Size to. Size to mà toàn màu đẹp thôi, chả có cái màu nào xấu hết. Chị em mình nhìn này. Quần nam xịn nhá. Quần nam xịn. Size đến 34 là tầm đến gần 75kg. Thể thao em không? Tầm gần đến 75kg là chị em mình chốt đẹp nha. Cái này em sale luôn cho chị em mình luôn. Hàng này chị em mình đi vô shop là bèo là 150 thôi. 150, 180 thôi. Cái này em còn rất là ít chị em mình nhìn hàng. Size từ 28 đến 30 34 nha. Size 8 đến 34 đến 75kg mang được luôn cái con này luôn. Em đi luôn chị em mình mã này. Chốt mã này là mã tặng quần nam em sao hết chị em mình xem nào. Nhưng mà không chọn nào. Lưu ý luôn dùng nguyên nhá. Bộ Nguyên đang mang hết rồi. Mickey đây. Bộ Nguyên đang mang hết rồi. Lưu ý nha. Cái này không chọn màu luôn. Vì giá này toàn bộ là em còn lẻ em sale rồi. Mở hết các màu ra cho chị em mình xem. Comment lên luôn cho mã này là mã tặng quần nam dùng nguyên nhá. Size từ 28. Thiên Sang Nguyễn lên thông tin từ 28 đến 75kg. Ba cái này ghi mã quần nam mai bóc size sau nhé. Không chọn màu, chị em mình thấy cái màu nào đẹp không? Nhận hàng sẽ từng này màu thôi. Trong từng này màu thôi. Mà phát luôn, Nguyên nghĩ là phát luôn 2 con 3 con. Cái này em sale dễ mình luôn. Hàng này hàng chị em mình sẽ mua 150.000. Rẻ nhất người ta bán dễ 125.000 nha. Lâu lâu mới có được một đợt hàng sale như thế này nhá. Nên là chị em mình tranh thủ nhé. Đầu không. Cái này em sale luôn chị em mình 79.000. Quần nó không phải là quần đùi nhá. Quần này dạng quần lửng ấy. Nha, chốt lên luôn dùng nguyên cái này. Comment mã này là mã quần nam dùng nguyên nhá. Kèm luôn dùng cái số ký là ok. Mà phát luôn mấy con chị em mình nhìn cái bo lưng. Sành hàng chị em mình chỉ cần nhìn cái bo lưng chị em mình đủ biết hàng xịn hay là không. Em đi luôn chị em mình con này giá 79.000. Không bao giờ mua được. Em nói thật sự luôn. Không ai bán con này giá 79k luôn.
nha, kèm luôn dùng nguyên số ký nha chị nào, kèm luôn dùng nguyên số lượng. Lấy địa chỉ luôn Hi Sang Nguyễn nha. Hãy mua 2 con, 3 con. Được chưa? Tắt tàn tạc chị em mình nhận là trong từng này màu thôi, không có cái màu nào khác nữa hết. Toàn là màu đẹp nhá. Em đây chị em mình con này giá 79.000. Chị nào lấy cái mã này lên cho mã quần nam, kèm luôn dùng nguyên số ký là ok. Đảm bảo con này chị em mình không sao hồi tiếp. Đúng là chuẩn bác bóp tương tác luôn ấy. Chứ còn những con này bình thường không có hàng mà bán luôn. Em nói thật, những con quần nam này là gọi là hàng hiếm nè. Nhá, hàng này hàng giản nhá. Kèm luôn dùng nguyên số ký nha, toàn bộ chị em mình có đơn kèm số ký luôn dùng nguyên nhá. Chốt kèm số ký nhá, chị em mình nhìn cái phần lưng thun. Ok Thiên Sen Nguyễn. Xịn lắm luôn ấy, 79.000, không bao giờ mua được hết. Linh hàng Nguyễn này giờ người ta đang bán cho chị em mình rẻ rẻ cũng là 150.000. 150.000 con hết. Đây chị em mình nhìn lại cái bảng màu phát em qua luôn nhá. Ok. Nhìn lại cái bảng màu phát, giá em đi luôn cho chị em mình là 79.000 mà phát hẳn mấy con đi. Em nói thiệt, hàng này không có nhiều đâu. Nè, toàn bộ là màu đẹp hết nhá. Chốt mã này comment luôn, chốt mã này là mã quần sọt nam, kèm luôn dùng nguyên cái số ký là ok. Em qua luôn cho chị em mình mã này với giá là 79.000 con. Nhá, tương tác kém quá chị em mình ạ. Thật sự luôn ấy. Sang cái này về lên cho chị em mình giá cực kỳ rẻ luôn nhá. Rồi còn bao nhiêu cái xách chip nó cho lên luôn đi cả. Xách chip đằng sau lưng kìa. Tương tác lên chị em mình xem like chịu khó, tương tác lên xíu, chia sẻ lên phát. Đấy. Vì mình mua được hàng rẻ hàng đẹp mà. Nên là ủng hộ cho nó vài về được chia sẻ. Vài lượt chia sẻ size 34 còn ít lắm nha, chị nào lên trước có trước tôi. Riêng size 34 em còn rất là ít nên là chị nào lên trước có trước nhá, cho cái size 34 nhá. Size 34 có ít thôi. Nha, chốt mã quần sọt nam luôn dùng nguyên nhá. Mình mua hàng rẻ hàng đẹp mà, cố gắng chia sẻ lên luôn dùng đi. Còn bao nhiêu set này em bán tặng luôn vậy em mình. Cái này em còn được máy set thôi nha, được máy set thôi. Em lên luôn cho chị em mình mã này. Đây là mã chip cotton nhá. Chị ơi cứ lên cho em số ký nha. Đồ bộ em ít lắm chị Hà Nguyễn ơi. Nha, em với là em không like theo yêu cầu nha. Có nhà em có cái gì em biết để em like, chứ tự dưng chị bảo bộ nhà em biết có bộ hay không mà chị bảo em lên. Nha. Không chọn màu, chị nào chọn màu em không chốt nha. Lưu ý cái nào đã lên hàng sale thì là chị nào ok thì chốt. Giá cả đã hợp lý mà toàn màu đẹp thì chốt thôi. Chứ còn bây giờ mà lên từ chọn từ màu em không chốt được nha. Lưu ý luôn dùng nguyên. Rồi cái này em còn ít. Size này chị em mình đến 60-62 chị em mình mang ok. 65kg mang ok con này. Okay, toàn bộ hàng, hàng này là cá khủng. Cái này em tách 5. Em còn ít nè. Chip đợt này là đứt hàng luôn, cháy hàng luôn. Cái gì? Gỡ cái bụi dính trên tóc kìa, đau ra sao, thấy không? Không thấy được luôn, nhìn vô cam không thấy được cái gì luôn. Bóng bóng bụi bụi. Đợt này là không có hàng nha chị em mình ơi. Nha, nhìn nè, con này là trái hàng. Lên luôn dùng mã chip, cái này em tách 5 thôi. Tách 5, không thấy được luôn. Bó tay, dạ. Chip này em đi luôn chị em mình là 55.000, 5 con. 55.000 năm con nhé. Mua một mã này chị em mình tiết kiệm được 20.000 so với ngoài thị trường rồi. Một mã chị em mình lợi được 20.000 so với ngoài thị trường rồi. Vì toàn người ta chạy 75.000 sát 5 con hết. Em đây luôn chị em mình là 55.000 năm con. Comment mã này là mã chip sọc luôn dùng nguyên nhé. 55.000 năm con. Toàn bộ hàng này là hàng kháng khuẩn nha. Chị nào lấy cái này lên mã chip luôn dùng nguyên là ok. Em còn ít thôi. Đợt này là chip là trái hàng luôn. Chip này, những cái mã chip này là đợt này về trái hàng luôn ấy. Đấy chị em mình tranh thủ lên luôn chung mã chip là ok. Nha, cho mình sẽ mượn cái điện thoại chia sẻ phát nữa nè. Kêu gì mà à, không tìm ra. Không biết là ở góc luôn. Comment lên luôn chung mã này là mã chip luôn dùng là ok nhá. 55.000 10 con. Ơ quên lộn, sorry, 55.000 5 con. Cái miệng, 55.000 5 con nhá. Được, vừa hết chị ơi. Cái miệng 55.000 5 con, 55.000 5 con. Chị nào lấy chip, lấy chip. Toàn bộ hàng đó là hàng kháng khuẩn nha chị em mình ơi. Lưu ý, chip nhà Nguyên là chip kháng khuẩn nha. Chip kháng khuẩn, chip kháng khuẩn, chip kháng khuẩn. Rồi nha, chị nào chưa có. Cái này em lên xe nói cho chị em mình luôn. Cái này em còn mấy con bán nặng luôn. Nhìn bên bèo. Hồi nãy giờ lên thông tin chưa? Lên cả địa chỉ trên like luôn dùng Nguyên nhé. Địa chỉ luôn nha. Không chọn màu, không chọn màu chị ơi. Đừng chọn màu giùm em đi. Còn sai gì em bóc sai đó nha. Còn sai gì em bóc sai đó luôn. Rồi cái này em bán tặng nàng, lên nè. Cái cho chị Phạm Hương đi. Còn thì em bóc em ấy hết thôi. Rồi nha, cái này em có được từng này cái em bán tặng luôn. Vậy mình con này 39.000, ai nhanh có nè. Tặng 39 luôn. Tặng 39 nhá. Có này lên hàng ri khó lắm vậy mà nó. View ít lắm. Nè,
con này chắc chắc đẹp lắm, có tông đẹp nhé, hàng giảng và size chị em mình 60-62 vô tư, bán tặng luôn cho chị em mình con này tặng 39k luôn. Chốt mã này là mã sọc 39 là ok, sọc 39 nhá, này form to nhá, có mấy con thôi, tặng nó 39.000 được chưa? TT 2 sọc đây, ok, TT 2 sọc 39.000 thôi, siêu rẻ, còn 4 con nữa thôi. 39.000 đợt này mua không? Đó, cho chị bổ sung con, bổ sung con, chị nào lấy sọc 39 lên sọc 39k luôn dùng đi nhá, quá rẻ luôn. Lên mã sọc đỏ, cái này em còn tầm khoảng 20 con nữa là hết. 10 cái chiếc cho chị Nga Dương, cho chị Bàn Lăng lên thông tin cho em đi chị ơi. Bàn Lăng này, lên thông tin nhá, có đơn lên kèm thông tin luôn dùng nguyên, chị Nguyễn Như Ly này, cho chị Ngọc Văn là hết nè, kèm thông tin, kèm thông tin, kèm thông tin nhá. Dạ dạ, 89k nhá chị Ly Na Nguyễn ơi. Rồi nha, lên luôn cho mã sọc đỏ luôn dùng nguyên là ok, chắc đẹp. Không phải là sale 39.000 là hàng khô đâu, toàn bộ hàng này hàng thun đẹp nhá. Lên mã này là mã sọc đỏ 39k luôn nha, chốt lên mã sọc đỏ 39. Chị nào lấy sọc đỏ 39 lên sọc đỏ 39. Em còn 5-6 con nữa là hết mã sọc đỏ nha, chuyển qua màu đỏ luôn dùng nguyên, màu đen hồi nãy hết rồi. Đó, lên mã sọc đỏ 39k luôn dùng nguyên, form chị em mình 60, có hai chị em mình chốt ok nha. Lên mã sọc đỏ 39k nhé. Hết sọc đỏ, hết sọc đen. Đây con sọc đỏ thì bác chị đây nè, còn mấy con sọc đỏ đây nè. Lên mã sọc đỏ nha, lên màu nha, sọc đỏ luôn dùng nguyên, còn sọc đỏ nha thôi. Chị nào lấy sọc đỏ chốt lên sọc đỏ luôn dùng nguyên, sọc đỏ cho chị Nguyễn Như Ly, chị em mình lên màu nhá. Comment mã sọc đỏ luôn dùng nguyên là ok. Sọc xanh này nguyên còn 3 con hết rồi đấy, tổng hết cái mã này rồi đấy, sọc đỏ cho hàng này á, sọc đỏ nè, tổng hết cái mã này rồi, 3 con sọc xanh nha, gọn luôn, kho luôn cái mã này luôn. Chốt mã này là mã sọc xanh nha, form này chị em mình lấy 60, chị em mình nhìn độ giãn 60-62 nhìn chắc này. Lên mã sọc xanh luôn dùng nguyên nhá, 39k sọc xanh nha, sọc xanh, sọc xanh, sọc xanh, chị nào lấy sọc xanh lên sọc xanh, Thiên Sen Nguyễn sọc đỏ nha. Chốt mã này là mã sọc xanh luôn dùng nguyên là ok nha, sọc xanh được 3 con sọc xanh thôi, 39.000 nhá. Chị ơi, chị Xuyên lên hồng, lên xạ, lên màu cho em đi, lên màu nhá, phải có màu mới chốt được chứ, đang like cho chị em mình chọn màu mà. 3 con sọc xanh, giá em lên luôn chị em mình là 39.000, 39.000 sọc xanh nhá. Chị nào lấy sọc xanh lên, cái này còn còn cái này em còn còn rồi, cái này em còn còn, lên mã số 1 dùng nguyên là ok nhá. Đó chị đi ti có chị ơi, từ từ chờ em tí, cái này có một con thôi chắc này, lên mã số 1 luôn dùng nguyên, ám xe 39.000, ám xe 39.000, lên mã số 1 là ok. Chị nào lấy số 1 lên một, lên mã số 1 luôn dùng nguyên, lên mã sọc xám luôn dùng nguyên, 39.000 giá bán tặng số 1 ở TT. Sọc xanh cho chị Ngọc Mai, sọc xanh cho chị Ngọc Mai 39.000 nha chị em, mà nó siêu siêu rẻ luôn nha, chốt lên luôn dùng mã này, comment luôn dùng nguyên cái này, em đi luôn chị em mình luôn. À có quần dắn, dắn boy về rồi đó chị em mình, sọc xám này ok nhá, chị nào lấy sọc xám lên sọc xám luôn dùng nguyên, có từng này con sọc xám thôi, xám là chị Hùng Phụng rồi ok, còn hai xám nữa là hết, chị nào lấy xám lên xám luôn dùng nguyên nhá, 39k con thôi, siêu rẻ luôn nha. Hôm này chị em mình lấy 60 vô tư, hàng giảm nhiều nhá, chị nào lấy xám lên xám rồi lên luôn dùng mã này là mã sọc nhỏ nha, bỏ lại chỗ cho nó gọn này ba, lên mã này là mã sọc nhỏ chắc nhún nhùn nhùn con này luôn chị em mình, số 1 em hết rồi chị Thủy Trôi ơi. Lên mã này là mã nhỏ dùng nguyên là ok, nhỏ em đi luôn chị em mình con này với giá là 39k nhỏ chắc hết màu, tổng là hết màu nhé. Chị nào lấy sọc nhỏ lên sọc nhỏ, sọc nhỏ, sọc xanh, sọc xám, sọc đỏ nha, em đi chị em mình 39k con thôi, xám cho chị Xương Thu hết màu, hết màu nhé. Còn cái này từng này cái màu nhỏ nó là hết, sọc nhỏ nó là ok, xám cho chị Ngọc Mai luôn, xám chị Ngọc Mai luôn, xám nha, xám Ngọc Mai nè, chị nào lấy cái này luôn. Còn chị ơi, còn cá trên trên chân sao kìa, xám cho chị Thu Nguyễn luôn. Đâu, thấy xám, thấy Ngọc Mai, chị Ngọc Mai lên lại thông tin trên like cho em nhé. Rồi nha, lên luôn trong mã này, sọc xám em hết rồi. Lên mã này là mã nhỏ luôn dùng nguyên là ok cho chị Hằng Nguyễn, thấy xám nha, thấy xám nhá, lên mã nhỏ là ok. Chị nào lấy nhỏ lên nhỏ luôn dùng nguyên, và giá em đi luôn chị em mình là 39k thôi, còn lại siêu rẻ, 39k thôi nhá. Chị nào lấy lên luôn dùng nguyên. Rồi tiếp cái này, cái mã bộ này em còn ít nè, còn hai tông màu chị em chọn màu nhé. Con này cưng lắm, cái này cưng lắm, còn xanh với đỏ, còn xanh còn đỏ thôi và nhỏ nữa thôi là đỏ. Hết luôn cái mã 39k rồi lớn, rồi nha, tiếp luôn dùng nguyên cái này, cái này cưng nè, nhỏ cho thị trâu, cái này cưng lắm nè, size dành cho bé nhà mình 28 kg đổ về là chỗ ok. Nhỏ đây, nhỏ đây, nhỏ đây,
Cái này cho bé nhà mình tầm 28kg đổ về là lên ok con này nhá. Có hai màu, màu đỏ, màu đỏ với màu hồng. Xem nó luôn chị em mình luôn, 28 đổ về luôn nhé, không có size to như vậy mình thôi. Lên mã này là mã gấu bé. Kèm luôn dùng nguyên cái số ký là ok. Gấu bé kèm số ký nhé, cưng chưa? Nhìn cưng chưa? Mãi view cứ tầm tấm mấy, chín mấy miết ấy, chả hiểu luôn. Mấy ngầu mà. Nhỏ cho chị Mai thấy dịu luôn. Chị em mình xem like tương tác lên xíu nha, chia sẻ luôn dùng nguyên đi. Đấy, đẩy view lên xíu đi. Tiếp luôn dùng nguyên con này, có hai tông màu. Lên mã này mã tặng gấu, kèm luôn dùng số cái 28kg đổ về thôi chị em mình nói. Từ 18 đến 28, xa trung trung thôi. Em đi luôn chị em mình con này luôn. 79k. Sọc đỏ chị Tiên Phan. Tiên Phan không phải Tiên Phạm nhé. Lên mã này mã gấu, kèm màu và kèm luôn dùng nguyên số ký. Gấu kèm màu, kèm số ký luôn dùng nguyên. Cái này bé gái chứ chị. Này gái mà. Hồng một ri chị Ti Ti. Lên mã gấu nha, chốt mã gấu luôn dùng nguyên 79k. Chị Bằng Lăng nãy giờ đã có thông tin chưa? Lên kèm thông tin trên like cho em nha. Toàn bộ khách có đơn phải kèm luôn. 79k. Địa chỉ số điện thoại trên like, bộ này cưng hề. Nha chị em mình nhìn hàng luôn dùng nguyên này. Toàn bộ là chất có tông tàu hết. Hai tông màu, màu đỏ và màu hồng. 79.000 một 79.000 một set này, cưng chưa? Nha chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên, ok nhé. Lên luôn dùng mã gấu hồng hoặc là gấu đỏ. 79.000 kèm luôn dùng nguyên số ký. Cho bé nhà mình từ 15 đến 28 kg ok. Nha, chốt mã gấu bé kèm luôn dùng nguyên cái số ký nha. Không có số ký là chịu luôn ấy. Quần sau có size chưa? Lên mã gấu, đây nè, gấu đỏ đây chị em mình. Nha, chốt kèm số ký nha. Không có 40 cái này chị ơi, cái này em có size đến 28 kg thôi. À, màu hồng đủ ri cho chị Phương Thi. Cho chị Phương Thi. Rồi nha, nè. Xinh này mà. Không, không, bụng đang mang hết rồi, nắng lên rồi. Quần này mang sắp rách rồi. Chỉ có cái áo này là nó mới mới xíu thôi mà lên rồi. Cái này em đây luôn cho em mình là mã này lên mã gấu đỏ cưng. Màu này không phải là đỏ tươi đâu, nhiều khi dễ mà nhìn vô màn hình ấy. Nè, đẹp chưa? Màu đỏ cho nó sáng da, nó sáng sủa lên. Nhau lên luôn những mã này là mã đỏ. Gấu đỏ nhá, gấu đỏ và gấu hồng hai màu. Em đây luôn cho em mình set này với giá là 79k, đẹp. Đẹp. Đẹp nhá. Ai lấy gấu comment lên gấu luôn dùng nguyên. Rồi tiếp cái này em còn mấy con? Cái này em còn mấy con? Cái này về tia mắt con CF rồi nè. Nguyên cái này nguyên chỉ mang CF thôi. SML3 size này em bán tặng luôn chị em mình nốt luôn. Bộ dài con trai 30 à? Không vừa. Chút đến 28 đi vợ. Chút đến 28kg đi. Cái này em còn hai con thôi nè. Con này khỏi phải lăn xăng luôn. Khỏi phải lăn xăng. Đó thì Phạm Thị Kiều luôn. 18 chị Bích Văn ok. Nha, chị nào lấy gấu, lên gấu luôn dùng nguyên. Bỏ mẫu vô tại đây. Bỏ mẫu vô để Mai biết. Mai biết mà chốt đơn. Chị nào lấy gấu lên gấu đi. À, 79k thôi, siêu rẻ đấy. Siêu rẻ đấy. Cái này em có hai con thôi. CM chị em là 55 và CL chị em là 57. Gọn lên 60 dài. Form này là form chính tắc nhá. Chính tắc nhá. Cái này chị em mix giày thể thao lên đây. Mềm lắm. Cái này em sale luôn chị em mình luôn. Mã này lên mã 105 luôn dùng nguyên là ok. 105 nhé. Đi đâu chị em mình mua được cái này giá 105 lại quay đầu. Không cần mua hàng luôn. 105 nha. Dáng của nó là dáng boy. Mang chính tắc nhé. Hai con CM và CL 105. Đây là những cái mã còn sót lại cái này là em lên luôn chị em mình luôn. Ok chị Phạm Thị Kiều. Lên mã 105M, 105L. Mời cho chị Vũ Xuân. Còn CL nhé. Đẹp lắm. Toàn khách quen đâu có dám nói điêu đâu. Cái nào nguyên tia cái CF rồi này. Cho chị Bích Hà cái CL. Bích Hà cái CL. Rồi nhá, tiếp luôn dùng nguyên cái này thứ còn ri không có nhiều nhá, đạt được có hai cặp thôi. Bóc tới đầu xe tới đó nhé chị em mình nha. Bóc tới đầu xe tới đó thôi. Rồi nha, lên luôn dùng này cũng một ri thôi, ML. Vậy cái này thứ còn cái. Cái này thứ còn cái thôi. Nè. Trời ơi con quần. Size 55 đổ về thì chị em mình chốt đẹp. Lên mã túi size M dùng nguyên nhá. Túi size M nha, con này dáng dài rồi. Lên mã 110 luôn. Áo em đang mang hết rồi. Cái này là của nam rồi chị ơi. Áo của nam rồi, xếp lên sau. Cái này size M, size 55 đổ về. Dáng dài nhớ, cái này không phải là dáng bo như chị em mình ơi. Lên mã này mã dài. Em đây luôn chị em mình con này với giá là 110. Quần nào cũng là dáng nhiều. Và lưng là lưng siêu cao nhé. Này. Đấy, có hai con thôi. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhé. Hai con size M. Hai con size M. Riêng quần riêng chị em mình mang quanh năm. Chị Hằng Nguyễn có rồi. Nguyễn hồi nãy mã gấu có rồi đúng không? CS và CM. Một con CS, hai con CM cho 55 đổ về là chị em mình chốt ok. Nha.
Riêng thì chị mình mang quanh năm chẳng đợi mùa nào hết, mà hôm nào sale quá rẻ. Sale quá rẻ nhá. Chị nào lấy riêng lên riêng luôn dùng nguyên nhá. Chốt mã riêng, kèm luôn dùng nguyên cái cho bà xã ít ngực nè. Cho xã ít ngực ngực đằng trước nè. Cái này còn một riêng à, một hai ba con riêng, chị nào lấy phát đi. Sale quá rẻ luôn mà. Rồi sẽ cặp áo ngực nữa. Cặp áo ngực rồi tiếp luôn dùng nguyên cái này còn mấy cái nè. Sale nó luôn chị em mình con này 49k toàn size to. Toàn size to. Ờ, áo ngực đó sao? Áo ngực còn ít. Sale nó luôn. Cái này em còn đủ riêng. Sale nó thì chị em mình con này 49k, lúc trước chị nào chưa săn được cái mã này lên 49k nhá. Sale 49k con này luôn. Quá rẻ. Cái này còn đủ size cho chị em mình đến 60-62. Ngực ni à, ngực ni còn không ta? Không, ngực ni không còn đủ size. Ngực ni nè, ngực cặp với ngực nó không còn đủ size. Áo kiểu tạm hết nha, ngày mai hoặc ngày mốt. Ngày mai ngày mốt thôi chị ơi. Ngày mai hoặc ngày mốt chị lấy báo đi, chứ sĩ nhà em gần như là đặt hết rồi đó. Sĩ đặt hết rồi đó. Rồi nha, cái này em đi luôn, chị em mình tặng 49k luôn dùng nguyên. Con này quá rẻ nè. Con này quá rẻ nè. Từ size 40 đến 60kg đổ về là mang ok. Chốt mã này lên mã tặng 49k luôn dùng nguyên. Ok có rồi chị, áo đang mang em hết rồi. Lên mã này mã tặng quần 49 là ok nha. Đợt nào biết là chị em mình coi like kiểu gì luôn ấy. Những cái gọi là sale cực kỳ rẻ luôn, chả thấy đâu nha. Chị nào lấy cái này lên chung mã 49, làm sao cái này người ta bán rẻ mình 79.000. Chạy là 79.000. Rồi tiếp cái này em còn ít. Đây là những mã này đang cực kỳ chạy. Lên mã này là mã ngực nhá. Cái này toàn bộ em bóc size sau. Bóc size sau. Và cái này em sẽ chốt cho chị em mình, kiểu gì cũng sẽ có một trong một set. Em sẽ có một con màu nu cho chị em mình nhá. Một con màu nu, hàng này là hàng hộp 120 một con nhá. Hai cái lấy size L cho chị em ly trần. Hồi nãy bỏ xuống hai cái size L chị em ly trần mà 49k ấy. Chia sẻ đi, mỗi chị em còn vô xem lại. Hai cái size L em ly trần. Cái này lên luôn dùng nguyên nha. Hàng này là hàng 120.000 một con. Cái này là hàng su nhá. Con này hàng su thông hơi chị em mình ơi nha. Có được mấy màu, chắc cái này chị em mình không chọn màu nhé. Không chọn màu nhé, toàn màu đẹp thôi. Toàn màu đẹp nha. Chị Ngọc Mai ơi, lên cho em cái size không? Size biết chốt size gì hẳn có size. Hồi nãy giờ chị Ngọc Mai có thông tin chưa? Chưa có thông tin thì chịu khó lên thông tin trên live luôn giờ em nhé. Không chốt đơn là không có thông tin, mất công lắm. Lên luôn những mã này là mã tặng ngực luôn, giờ nguyên là ok. Hàng 120.000 một con. Cái này em đi nguyên cặp nhé. Kèm size 34, 36, 38. Em đi luôn cho em mình mã này với giá là 145.000 một cặp. 145 một cặp nhé. Ok, chị Ngọc Mai có thông tin rồi, nhưng không có sai gì hết. Không có sai gì hết. Lên luôn những mã này là mã tặng ngực luôn, dùng nguyên là ok. Chốt mã tặng ngực là ok nhá. 145.000 một cặp. 34, 36, 38. Kiểu gì thì trong một cặp Nguyên cũng sẽ bỏ cho chị em mình một cái màu này. Mà nó chả có màu gì nổi, chả có màu đỏ hoặc là màu gì đậm hết ý. Toàn bộ là màu đẹp, màu xanh nhạt, màu đen này. 145.000 một cặp nha. Không gọng chị ơi, không gọng. Cái này gọng giả thôi. Gọng kiểu này thôi, cái này mang sướng lắm. Khách nhà Nguyên cái này là phải là cách 4 tháng rồi giờ em mới có hàng lại này. Cái này không có gọng đâu, kiểu như thế này chứ không có gọng nhá. Nhà lên luôn này, hết rồi. Hết rồi nhá, lên luôn những mã này là mã 145 một cặp nha. Đầy đủ size từ 34 đến 38. 145 thôi. Chị em mình đi ra mua 100 mấy, 120 một con nhá. Không có đâu, hết rồi. Ăn mang đã lên rồi. Đã lên rồi, 69.000 thôi nhưng mà chả còn con nào đâu. Lên luôn những mã này là mã ngực, kèm luôn dùng cái size 34, 36, 38 nhá. Đây chị em mình 145.000 một cặp. Toàn màu đẹp thôi, chả có màu nổi đâu nhá. Chị nào lấy cái này lên mã ngực luôn dùng nguyên là ok nhá. Sao lên chậm thế ta? Sao lên chậm thế ta? Cho chị Ngọc Mai hồi nãy có size XL. Mạng có chậm không ta? Mạng có chậm không? Sao mà đi chậm thế? Không gọng, chở hàng không gọng. Lên mã ngực kèm luôn dùng nguyên. Cái mã ngực luôn dùng nguyên nhá. Ngực không gọng nha. Hàng này toàn bộ là hàng su đúc. Sướng lắm. Sướng lắm luôn, vì khách nhà Nguyên đã mua rồi, hỏi tới hỏi lui. Hàng này cái nào mốt của nó không vừa, không dài lắm, tầm 3 phân thôi. Tầm 3 phân rất là dễ mang, toàn bộ là su đúc, hai bên là thông hơi này nè. Nha, lên luôn cho mã này là mã tặng ngực, kèm luôn dùng nguyên cái size 34, 36, 38 là ok. Thế này em chắc là em lên hàng lẻ đi chị em mình, view này chả lên được luôn. Nó cứ làng tàn 7 mấy view, 8 mấy view biết luôn. Nha, 145.000 một cặp. Nhá, chị nào lấy mã ngực thì cứ lên ngực luôn dùng nguyên, em lên hàng lẻ đi chị em mình.
vì nó chả lại nổ luôn nãy giờ á, nó cứ tầm tàn 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 thì nó biết luôn rồi nha. Em chạy ngăn lẻ thôi, ta chạy mày đi ngăn lẻ nha. Hết này là gì đây, này mình đất viên mình còn cái này, em còn mấy con. Cảm ơn chị Thanh Thu Đặng, thấy hàng đẹp mà view lại ít. Chị ăn ơi, còn cái nhỏ thôi không, còn cái to. Cái này hết xe toa rồi nha, hết thì là xíu lên cái mã áo công ty Nam ấy. Cái này không dám lên hàng ri đâu. Xe 52 đổ về, cái này em còn mấy con thôi. Ok, chị Lê Thị Bích Ái, một cặp cho chị Lê Thị Bích Ái. Lên luôn những này, con này bán tặng cho em 49.000 luôn. Sao chị em mà 52 đổ về. Cả 38 chị Ngọc Mai. Ngọc Mai nha. Nhỏ con này tầm khoảng 60kg thôi. Còn mà size to để tầm khoảng 62, 65 thì chỉ có mỗi màu trắng. Hết size. Còn mỗi size nhỏ nha. Cái này em đi luôn, trẻ mình 49k giá sale. Không thể nào đi đâu mua được cái giá này luôn. Không thể đi nhập được giá này luôn. Lên mã này là mã bo reo nhá. Sale gọn luôn trẻ mình. Con này chắc đuổi xếp dài. Ống bo theo toàn bộ 49k nha. Cái này là toàn bộ bị bán hối giá đây nha, may kỹ lắm. Chị nào lấy cái này lên mã reo luôn, dùng em còn được 3 con, được 2 con. Sale 49k nha, ai lấy reo 49 lên reo 49k luôn dùng em. Từ từ, lấy một con này với một con màu trắng. Cái này xây nhỏ. Cái này xây nhỏ. Màu trắng mai chút đơn chị báo nha. Reo cho tiết mai. Truyền mai mà. Truyền mai. Truyền mai. Ok, chị Vũ Trang một cặp ngực xa 34 xả chút nha. Nha, 49.000, size 52 đổ về là chị em anh chốt đạt. Quần đen sau là quần công sở chị ạ. Rồi một cặp cho 34 cho chị Hoài Thương. Hoài Thương. Hoài Thương. Hương. À Hoài Hương. Chứ mình cũng đọc sai mà. Không không không. Rồi nha, lên mã này là mã bo đen luôn, dùng nguyên còn mấy con. Nó đẹp lắm, không phải hàng hàng người ta may sổm sổm đâu. Từ đường kim mũi chỉ luôn. Em lên rồi. Em lên rồi. 52 đổ về thôi chị em, mình nói này không còn xây to nhé. Rồi lên mã đen luôn, dùng nguyên đẹp lắm. Từ đường kim mũi chỉ luôn, mai chằng mai đè hết cái này chị em mình về không cần phải đạp lại. Nguyên như thế này mà mang thôi, mai chằng mai đè hết rồi nhá. Hỏi cái gì đấy chị Văn Thái, lên mã này là mã bo đen luôn dùng nguyên. Xe 49k gọn nhá. Còn được 2 con bo đen nhá. 3 con bo đen. Đang gì Vũ Xuân, chị ơi chị Thủy cho chọn màu. Vũ Xuân, đấy lại nữa. Leo hết rồi. Lại nữa. Đen nhá, chị nào lấy đen lên đen luôn dùng nguyên. Từ từ hôm trước báo từ từ. Đen cho chị Mai Thí Diệu. Mai Thí Diệu phải báo chút trên lại từ từ. Hôm trước báo đơn mà thấy chị báo à, quần đen sao à. Quần đen sao là quần công sở. Quần này chắc không còn đài sai. Quần này 79k. Chị nào thích cái này lên luôn, chuẩn mã này là mã 2 nút. Nha. Ừ. 49k xám là gì ta? Không có xám chị ơi, không có xám. Quần này là quần công sở, xíu nam tự chị em mình sao. Này nhưng mà không còn đài size, xíu em lên mà còn thì em bóc một hết thôi, hết reo rồi chị ơi. Rồi nhá, em còn đen. Còn đen, còn gạch, còn hồng, nốt từng này con nữa là em hết hàng luôn rồi nè. 49k con thôi, chị nào lấy cái này lên nốt. Còn được 2 con cuối cùng. Xả rổ, lỗ, con này là lên lỗ đó chị em rồi nè. Nhá, màu gạch đủ sức dài. Ok, chị Vũ Trang có rồi chị ơi. À, 95 giống áo màu nu phía sau còn màu trắng size 65. Có, xe 3X chắc có đấy, ghi xe 3X đi. Bao đen chị Nguyễn Dung còn không? Bao đen hết rồi chị Nguyễn Dung ơi. Bao đen hết rồi chị Hằng ơi. Ui, lâu lắm mới được chị Hằng mua coi like. Còn cái này màu gạch với màu hồng thôi. Rẻ, con này 52 đổ về. Yên tâm là hàng con này rất là đẹp luôn nha. Nhiều khi sale rẻ quá là nó mất giá trị con quần. Những cái em thấy em sale rẻ quá nó mất giá trị con quần. Hàng người ta bán cho chị em mình cả trên cả 50-70 nghìn luôn nhá. Lên luôn dùng nguyên mã này là mã bo. Còn một cái màu hồng, một cái màu gạch nữa là hết. Quần công sở phía sau. Nhưng mà em nói trước nè, cái này thì chị nào lên trước có sai. Nà, màu gạch cho chị Thủy Trôi. Chị nào lên trước có sai, chị nào lên sau là hết sai nhé. Hết sai nhé. Vì cái này em còn lẻ tẻ vài ri thôi. Con này là lẻ tẻ vài ri nhé. Lên luôn những mã này, mã công sở. Từ size S tới size 2X nha. Từ size S đến size 2X. Cái này em đi luôn chị em mình, lên mã này là mã công sở. 79k một con nhé. Công sở 79k là ok nha. Đây chị em mình nhìn form, tại vì mang ở trong con quần ring nữa nè. Mang con quần ring nữa nên nó hơi khó tự đồ. Lên luôn dùng nguyên cái này.
em mã này là mã tặng công sở, phun quần này đẹp lắm. Hết gạch nha. Đẹp lắm luôn. Nhưng mà em không còn đài size nhá. Còn lẻ size thôi, vì cái mã này phải đi lên 2 line rồi. Con này lên 2 line rồi. Nên là không còn đài size nhá. Tại vì em mang cái ở trong con quần ring nữa nè. Nên là hơi bị khó kéo. Sao kéo vô sao đó nè. Kéo vô sao nè. Mang con quần ring nó hơi bị cổ. Cái con này lên form đẹp. Cái mã này là mã công sở dùng nguyên nhá. Mang do mang ở trong con quần ring nữa nè. Em đi được trẻ mình con này 79k nhé. Thì nào lấy cái này lên cái mã tặng công sở 79 là ok. Quần này là quần dán dài nha trẻ mình ơi, không phải vô mét ghi nhé. Mang quá mắt cá chân ấy. Chị nào lấy công sở lên công sở kèm luôn dùng nguyên cái kèm số ký nha, kèm số ký là ok nha. Chị nào mà bụng bự mông to dùng với len luôn dùng nhất size nhé. Đấy, chốt lên luôn những mã này là mã công sở màu đen thôi. Mỗi một màu đen không còn màu gì hết. Đây chị em mình nhìn con đẹp lắm. Mà Nguyên mang cái này nó không được ôm lắm, 79.000. Nó không được ôm lắm tại vì mang ở trong một con quần ring nữa. 79k một con. Nha, chốt mã công sở luôn dùng nguyên là ok, 79k. Công sở 79 nha. Kèm luôn dùng nguyên cái size nha chị em mình ơi. Kèm size luôn dùng nguyên nhá. Chốt mã công sở 79 kèm size là ok. F, M, L, XL và 2XL là đến 2X. Đẹp. Đẹp chuẩn đẹp luôn cho chị em mình luôn. Thấy ghế cao cao rồi đứng lên chị em mình thấy không? Thấy được thấy tới phần chân không chị em mình ơi? Thấy được tới phần chân không? Nha, 79k con này thôi, siêu rẻ đấy. Hàng này ít ra người ta không đi cho chị em mình là 140.000. 140. Cái này khóa sau nhá. Chứ không có đi hàng 7 như nhà Nguyên đâu. Nên là chị em mình tranh thủ. Đấy, chị nào lấy cái này, cái nào mà Nguyên chạy cho chị em mình là bao chị em mình là giá rẻ rồi. Nhá, chốt lên luôn dùng mã này là mã công sở. Kèm luôn dùng số ký, view gì kiểu gì cũng sáu mấy view biết ta. Mấy ngày rồi đấy, liên tục mấy ngày luôn ấy. La chả la nổi. Rồi tiếp. Lên gì đây trời, view như thế này thì lên cái gì đây quý vị ơi. Cái này còn hàng còn, lên lẻ nhá. Giờ như thế này thì chỉ lên hàng lẻ được thôi. Lên cái gì. À đây còn sót được hai cái cọc áo nam rồi. Đây xem đi. Cái áo nào xem. Mở ra rồi phát lạnh mệt lắm. Cái này em còn sót đường con. Còn sót đường con. Bụng 90 không vừa đâu chị. Bụng 90 là không vừa đâu. Cái này em còn con nè. Cái này em còn đúng con nè. 39.000 con này. Nha, 39.000 con này. 39.000 con này. Thôi đừng chút nữa. 39.000 con này. Chị nào lấy cái mã này, mã găng 39 là ok. Găng 39 là ok. Tiếp con này. Con này đằng sau. Con này đằng sau em còn đủ size này. Áo nam công ty nhé. Áo polo nam công ty. Cái này em đi trẻ mình là 65.000 nha. Còn màu này là đài size. Còn những cái màu khác là hết size. Cái này trẻ mình thể mang cặp được nha. Comment mã này là mã áo nam công ty. Những cái này là còn lẻ tẻ em bán tặng nó luôn. Trẻ mình đây còn cọp này. Giờ cái này sẽ sale lẻ luôn. Sale lẻ luôn. 39 cho Vũ. Cái này em sale bán luôn chị em mình luôn, 45k áo nam luôn. Còn đừng cọc sót lại nè. Size 60 đổ về nhá. Tặng áo nam size 60 nhá. 45k luôn. Giờ em sẽ lên chạy hàng lẻ cho chị em mình nhá. Chứ còn phiếu này em không lên nổi hàng ri ấy. Hàng mới không lên mà. Size 60, 62 con này luôn. Em đi luôn cho chị em mình con này giá 45.000 nhá. Chị nào lấy cái này 60, 62 45.000. Này em rớt mẫu lại thôi nè chị em mình. Chị nào lấy cái này lên luôn chung mà 60, 62 nhé, 45.000. Giống như mình lầy mình ấy. Áo nam kèm size cho em đi chị ơi. Kèm size nhé. Màu xanh đầu tiên nè. Màu này đằng sau. Màu thứ hai là màu sau, 62. Màu đen là 62, 62 đổ về. Lên mã vàng. Con này cũng 62 đổ về luôn. 62 đổ về đen, 62 đổ về vàng nha. Chị Ly Nguyễn ơi, áo nam công ty kèm luôn dùng nguyên cái số ký nhá, có size hết ấy. Vàng đen. Thôi chị em mình chốt đơn riêng chờ. Chứ có 2X mà là sao? 2X đây. Là sao? Bình Hương chốc 2X à. Nhưng mà bụng to là sẽ không vừa. Không sợ. Nói cái gì comment, cái gì comment rõ rõ chị em mình ơi. Thôi chạy theo comment của chị em mình để suy ra là đuối luôn ý. Con này lên mã gạch nhá. 57 đổ về là chị em chốt đẹp nha. Chị nào lấy cái này em đi hết luôn. Chị em mình là 45.000 gọn kho luôn. Cho 2 kiểu màu đen với bích quang.
45k nhá. Rồi 62 vàng luôn. Chặt đi tí tí. Chặt tí tí. Màu xanh đầu tiên đi chị. Chân kim. Chân kim. Rồi nhá con này. Dạ em đi 79k đó chị Như Phương ơi. Đi 79k. Sai con này lên mã xám, sai 62 đổ về. 45k gọn luôn, những cái mã này là em xóa lỗ này. Còn lẻ tẻ là em đi lỗ hết chị em mình luôn ấy. 45k nhá. Chị nào lấy cái này lên mã xám. Chốt mã xám luôn dùng nguyên nhá. Ai lấy xám comment xám. Nha xám, xám, xám. Con này tiếp luôn. Em lên đang xem thôi. Mã chỉ gì cũng không lên nổi luôn ấy. View chán quá. Lên mã xanh đen, sai 62 đổ về. Lên mã xanh đen size 2, size 3 chứ, nhưng mà 62 đổ về thôi. Comment mã này là mã xanh đen luôn dùng nguyên nhé. Em đi luôn cho em là 69k luôn dùng nguyên xanh đen. Con này size 55 đổ về. Những cái con áo nam mà size 45k mà đứng đơ là chả biết, là biết rồi. Xanh đen rồi phải không? Ừ. 69k mà Quốc Thi 45k thôi, 45k thôi. Con này 55 đổ về. Lộn 55 đổ về màu vàng nhé. Màu vàng này còn 55 và 62. Vàng này còn được 2 con đi nó luôn 49k hết. Con này xanh size 60. Sơ mi em hết rồi chứ. 45. 45.000 nha chị em mình ơi, đang sale là 45.000. Xanh này dành cho chị cho những anh em nào tầm 60 62 đổ về. Áo em mặc hết rồi chứ. Con này 60 62 đổ về 45.000. Những con này mà không xăng giá 45 này tiếc lắm chị em mình ơi. Đang sale giá rất là rẻ. Rồi đen size 60 nữa là hết. Đen size 60 nữa là hết cái cọc này. Chị nào lấy đen comment lên đen nhé. Đây bỏ xuống cái này cho nó gọn cho. Bỏ vô trùng bao cho nó gọn. Xanh 62 cho Bích Vân. Xanh size 62 à. Xanh 62 Bích Vân. Vàng cho Nga HDT. Vàng không thấy sai. Vàng có 2 size mà không lên sai. Vàng 2 size Nga HDT. Vàng 2 size mà không lên sai chịu luôn. Con này size 60 đen. Size 60 đen nhé. 45.000. Chị nào không lên sai em một chút nha. Không lên sai không chốt, chả biết là chốt sai gì đâu. Nha, comment mã này lên luôn dùng nguyên nhá. Size 60 đổ về là chị em mình lên đẹp nha. Theo nắp luôn chị em mình gọn kho. 45k một con. Rồi tiếp chắc là em để luôn chị em mình hàng lẻ thôi. Đang cho TT. Để lên hàng lẻ thôi. Cái này còn mấy con. Cái mã bờ ra này còn mấy con. Theo gọn luôn cho chị em mình giá 35k. Size 50 nhé. Size 50 đổ về. Cái này chị em mình mix với áo crop top, áo phông động gì cũng được. Quần tay phía sau 79k. Có size, đài size vậy? 55kg. Lấy size 1 á sao? Size 1X á. Đài size á. Thôi quên lộn. Quần đen phía sau à. Đây cái này mới thử xong. Hồi nãy em đi cho em mình 79.000 đấy. 79.000. Dạ 15.000. Đồng giá 15.000, ở đâu cũng 15.000 hết. Gần nhà Nguyễn 15 mà lên tới Hòa Vang 15.000. Nói chung là Đà Nẵng là 15.000. Đi tỉnh là 30. Là 15 đi tỉnh là 30. Các em còn mấy con? Thằng nót nha. Size này chị em mình 50 đổ về là chị em mình chút đẹp. Xeo gọn luôn chị em mình, con này phông dài nhá. Nha, phông dài. Tím. Chị nắng mùa hè ơi, sao không biết cái đơn của chị nó hòn rồi đấy. Hòn về rồi đó. Cái này em đi luôn chị em mình luôn, không biết nhưng mà không biết để hỏi lại chị thôi. Cái này em đi luôn chị em mình luôn, 35.000 nát luôn. Chốt mã caro 35.000. Không bao giờ chị em mình mua được giá này, đảm bảo luôn. Nhận con hàng này về 35.000 chị em mình sẽ giật mình luôn. Phải đẹp, không phải hàng thô đâu. Không phải hàng thô nhé. Em còn mỗi size nhỏ nên là em bán tặng thôi. Không phải là hàng thô nha, nó trước. Cái này giống như lụa trượt ấy. Để chị cái quần loe, à quần loe màu đen. Cái chị Phạm Thùy Dung, loe đen CS. Loe đen CS. Cái này size 52, 55 này. Size 52, 55 cho size L này. Tặng 35.000 luôn. Chị Đặng Mỹ Diệu là size S thôi đúng không? Đặng Mỹ Diệu size S này. 35.000 gọn luôn. Rồi size L luôn dùng nguyên, còn S và L thôi. Tặng 35 nốt nha. Còn S và L. Chị nào lấy caro S và caro L. Vải của nó là giống như lụa trượt, nó dài, nó mềm. Chứ không phải là hàng thô đâu. Lưu ý luôn dùng nguyên nhé. Chị Nắng mùa hè ở chuẩn cho em đi. Chuẩn cho em đi, hồi nãy lên CS cũng chốt CS, giờ chuẩn chuyển qua size L. Nãy mùa này lên là có điện thoại đi. Cho chị Ti Ti.
TT 2 con chốt chuẩn nha. Em không đổ qua đổ về đâu. Té cho chị Nguyễn Dung. Ép Nguyễn Dung. Lên size nha. Bụi ra một thứ, bụi kinh luôn. À có KCM nữa nè. Thế là SM nữa. SML đài size. SML đến 55 thôi, em không chốt hơn nha. SML 3 size đến 55. Em đi luôn cho chị em mình là bỏ cho chị TT một con nữa cho nó đủ size này. Đủ size 35k gọn luôn nhá. Đà Nẵng đồng giá là 15.000 hết, đi đâu 15.000. Cảm ơn chị Phương Nguyễn nhá. Đấy, chị nào lấy cái này em còn được từng này con, đủ size SML lên đủ đủ size đài size cho em nhé, lên rõ size em chốt nha. Lên đủ size, lên size chứ chị em mình lên 35 không chả biết là chốt size gì á chị em mình. Rồi nha, cái này em còn mấy con. Ok Phương Nguyễn nha. Cái này em còn mấy con đi chị em mình, 35.000 lên mã bra luôn dùng nguyên. Được từng này con thôi chị em mình nè. Hết rồi đó. Và giá này toàn bộ là giá em đi luôn chị em mình, là giá bán tặng có 4 con thôi. Nha, size mở chị Mỹ Loan. Chị em mình cứ lên size chứ không có size không chốt thôi. Cái chị Mỹ Loan luôn 35.000, giá này giá dọn kho. 3 con, 4 con này em đi chị em 35.000 luôn. 35.000, hàng này hàng em sale 49.000 nè. Size chị em mình đến 60 vẫn mang được. Lên mã bra luôn dùng nguyên nhé. 35k luôn dùng nguyên màu chị. Chị em mình nhìn cái độ giãn của nó. Mốt của nó mốt dài nhé. Lên mã chì luôn dùng nguyên 35k. Được 4 con 5 con thôi. 5 con màu chì nhé. Chị nào lấy chì lên chì luôn dùng nguyên. Bra mốt dài nhé. Chì 35k luôn dùng nguyên nhé. Chị nào lấy chì lên chì. Còn được 2 con. 2 con caro này chị nào lấy chốt nữa nè. Còn size M cho chị Văn Thái 2 con 35.000 con. Còn được 2 con caro này size dễ mà 52 đổ về nè. Bra ra cho chị kim. Anh Võ Thị Kim. Cho chị Linh Hồng là hết nè, hết màu chì nè. Linh Hồng nó hết màu chì nè. Rồi nhá, màu bò này em còn mấy con. Lên mã bra màu bò. Còn được vài con thôi. Chị em anh nhìn nè, toàn bộ phía sau của nó là bản lưng to này nè. Và cái này nút này chị em nó có thể điều chỉnh được. Hàng giãn nhiều, mốt dài. Cái này chị em thay cho ống ngực luôn cũng được nha. Không cần mang ống ngực cũng được. Còn màu này, và ra xám hết rồi nhé. Lên màu ra màu bò. Màu bò và màu đậm này nữa thôi là hết nè. Hết sạch rồi đấy, còn tầm khoảng 20 con này là hết rồi đấy. Gọn luôn, ngưng luôn cái mã này. Đây còn hai tông màu, màu này và màu này. Giá em đi luôn chị em mình 35.000. Chị em mình dạo quanh luôn. Cái này người ta bán order, người ta thấy nhiều chỗ người ta phải order chứ chả có sẵn như thế này đâu. Mà giá lên 5969. Không có 35.000 cho chị xương thương con. Màu bò và màu đậm nè. 35.000 nhá. 35.000. Được chưa? Ai lấy cái này thì lên nha. Màu bò màu xám 35. Hay còn được từng này con nót mỗi chuyện con nhá. Quá rẻ luôn. À, Nhật Phạm ơi lên thông tin cho em. Màu bò màu nâu lên thông tin nha, lên thông tin, lên thông tin. Lên thông tin, lên cả địa chỉ số điện thoại trên like cho em. Có chị Nhật Phạm. Rồi, hai màu đó, chị nào lấy tốt. Ai chưa có cái mã đó, lên nót luôn dùng nguyên nhá. Em xem luôn cho chị em cho nó gọn thôi. Là quanh còn cái gì còn ít ít em sẽ gọn cho chị em luôn. Phạm Hương. Phạm Hương quen đúng không? Rồi còn mấy con năng chị Phạm Hương quen đúng không? Sao con? Phạm Hương nha. Phạm Hương này là hai cái ốc hai màu. Phạm Hương lên cho em thông tin. Phạm Hương này như là Phạm Hương Đồng Nai, phải không? Cho chị Phương Nguyễn hai cái màu. Hai bò, hai màu vàng. Ơ, hai nâu hay nâu hay bò chứ. Không chị ơi, chị đi cho địa chỉ trên live cho em đi. Không có địa chỉ trên live không chút. Caro xây mời Lê Thị Kim Hiền. Bỏ ra đi, không có địa chỉ trên live không chút nha. Nhà em kiểu gì là chút đơn cũng phải nhắn tin qua cho khách. Chứ không phải là tự nhiên nhà cho chị em mình kiểm tra hàng hết mà. Đấy, không phải là tự nhiên cứ có thông tin là đẩy đơn đi đâu. Nha, nên là phải nha, lên thông tin trên live cho em. Ok thì lên, còn không là em không chốt nữa. Nha. Phạm Hương lên chốt hỏi nha. Phạm Hương là Phạm Hương Đồng Nai, Phạm Hương quen, nhiều khi là khách đổi tên ấy, tìm ra đâu. Nam xịn nha, em còn được từng này con thôi, size 5. Phải không ta? 57 đổ về. Lên mã nam xịn, cái này em có mấy con. Em sale gọn luôn dễ mình luôn. Ok. Đây là Phạm Hương đuôi 744. 744, lên mã nam xịn luôn dùng đi. Cái phong vừa thôi nhá. 55 57 đổ về thôi. Ok, Đồng Nai. Này trẻ mình nhìn chắc. Này. Nhìn chắc con này nè. Quá đã luôn. Nha, lên mã nam xịn luôn dùng đi. Có từng này con. Này em xem nó luôn, chờ em mình luôn con này luôn. 65k. Hàng này không phải hàng 150 lại quay đào nha. Không phải 150, cái này em không còn size to. Hàng này mà không phải một hàng 150 thì em mình mua lại quay đào luôn nha. Còn từng này con size L cho những anh nam là tầm 55 57.
mình mang được. Mình mang được, mang phông to được luôn chị em mình ơi. Nha, sale gọn luôn chị em mình, con này giá 60 sao mấy này? 69 nghìn đi. Nha, lên mã nam xịn luôn, dùng nguyên 69. Nam xịn 69 là ok, còn cái gì ít lại anh lên sale nốt luôn chị em mình. Anh lên sale gọn hết. Chị nào lấy mã nam tàu, lên nam tàu. Nam tàu xịn, ôi còn mấy con sọc này đây. Có mấy con sọc này, bây giờ em mình mua 39 nghìn đây. Hết sạch sang xe lớn rồi. Chúng ta lên mã này. Á đang ăn hết rồi chị ạ. Con này ngang giống rip luôn. Con này chắc ngang giống rip luôn. Này chị em mình nhìn cái độ giãn của nó đây. Xay 60-62 vô tư luôn. Từ 50 độ lên 60-62 chị em mình chốt được. Cái này em bán tặng chị em mình 39 nghìn luôn. Lên mã này mã sọc to 39. Ngang giống rip luôn nhá. 39 nghìn con này. Ai lấy cái này lên mã sọc 39 là ok. Sọc 39 là ok nhé. Xay 60-62 đổ về nha chị em mà nó. Từ 50 đổ lên đến 62 đổ về là chị em chốt đẹp. 39.000 con này. Chị nào lấy sọc lên sọc luôn dùng nguyên 39. Sọc 39 chốt đơn đi chị em mà nó. Để tình ngô ngủ cục ấy. Ờ tình ngô ngủ cục luôn ấy. Không có Nga Mai nha. Em không có cái nam tới 80 kg đó. À, có hôm bữa có cái nam xây đại nữa mà giờ không biết ở đâu. Rồi tiếp. Cái này em còn 2 cái. Chọc cho ông khủng. Nghe chị nào lấy sọc 39.000 mà đứng thì chả biết chút con gì luôn. Cái này em còn cái thôi này. Đây luôn chị em mình con này size 52 đổ về. Tặng 25.000 chị nào đang có đơn. Tặng 25.000 cho chị nào đang có đơn. Con này chắc có tông tàu nè. Không phải hàng hàng da cá nhá. Đây luôn chị em mình con này tặng 25.000. Chắc kiểu này em sẽ moi hàng lẻ ra em chơi chị em. Chứ còn cái này em không thể nào lên nổi được. Hàng mới đâu. Nha. Thấy con. Sọc to chứ. Còn mấy con áo kiểu này nè chị tôi xem. Ờ sọc. Ôi mấy con áo kiểu này em xem nó luôn chị em mình. Hàng này chính xác là hàng em đi nhập vô. Đây này có mấy con. Đi em nhập đi... vô là 100 mấy nghìn. 115 nghìn. Hàng này đi nhập vô 115 nghìn. Cái này không bị có ấp lại cho cá nhân. Cái này em sale nó chị em mình 59 nghìn luôn. Sale 55 hơi bị nhào xíu. Cái này chị em mình về ủi ra là ok. Sale gọn luôn cho chị em mình con này luôn. 50 hơi bị nhào nha. Tại vì em bỏ trong hàng lẻ có mấy con nha. Mấy con này 59 nghìn luôn. Sale 57 đổ về là chị em chốt đẹp. Lên mã này là mã 59k nhé. Chị mới vô lại à. Áo sọc con màu đỏ đó không phụng nha. Nha, lên luôn dùng nguyên cái này. Màu đỏ với là màu xanh. 59.000 luôn. Chị nào lấy mã này lên mã kiểu 59k là ok nhé. Kiểu 59 cái này đẹp lắm. Em đi nhập vô là 115.000 rồi. Đi nhập vô là 115.000 rồi. Này em sale chị em mà 59.000. Nhanh. Cho chị Nga Mai con. Nga Mai con lên mã nơ luôn dùng nguyên 59k. Không bao giờ đi nhập tỷ ra được giá này. Sọc cho chị Hồng Phụng 2 cái. Lên mã nơ đen luôn dùng nguyên 59 thao luôn. Có được mấy con sót lại. Xanh là xanh đi nha. Lên mã này là mã nơ đen. Nơ đen này có được 2 con. Nơ đen này được 2 con. Cái gì Văn Thái 1 con. Còn con 59k gọn luôn. Cái này là đi em mình lỗ tẹt luôn ấy. Nha, lên mã nơ đen còn cái. Chị nào lấy nơ đen lên nơ đen chị Nga Mai luôn. Nga Mai luôn. Rồi nhá, lên mã kiểu trắng và kiểu màu nu. Còn được 2 cái nữa là hết. Kiểu trắng và kiểu nu hết rồi. À, hết hàng treo rồi nha. 60 lộn 59.000 luôn. Size 55-57. Hàng này đẹp chị. Em mình chỉ cần về giặt ủi sơ thôi. Tại vì hàng này nguyên bỏ trong hàng lẻ nha. Đi chị em mình con này giá 59.000. Thì làm sao mà đi nhập ra được. Còn hai cái nha. Màu màu xám xám và màu trắng. 59.000 chút lên luôn dùng nguyên. Còn được hai báo kiểu này thôi nha. Ai lấy cái này lên luôn dùng mã 59 màu trắng. 59 màu xám. Đẹp lắm. Cái này không phải hàng nhập 115.000 không bán hàng nữa chị em mình nhé. Quần ri này. Quần ri này còn hai con này tặng nó cho chị em mình 69k luôn. Hai con quần ri này tặng nó chị em mình 69k. Con size 27. Con size 29. Bán này cho vui thôi đấy. Chứ còn lỗ tẹt luôn ấy. Cái này là cho vui thôi nè. Còn con size 27 và con size 29. Lưng siêu cao màu nhà. Cái này chị em mình phát này. Phát này. Nó rẻ hơn con quần đùi. Toàn bộ là hàng mềm, hàng giãn nhiều nhé. Này.
lên mã 27 và 29, ai mang size nào chốt size đó nhé, toàn bộ lưng cao này, 69 cao luôn nha, có hai con 27 và 29, cái này mà không chốt nữa thì thôi chắc là chả biết lên cái gì luôn với chị em mình thôi nha. Hàng này đi nhập tiền trăm không á, 69.000 luôn, 27 và 29. Chị nào lấy 27 và 29 chốt lên luôn dùng đi, 27 và 29 nhé. Con bò hàng Xuân Thái này còn sót lại con 29 cho Nga Mai. Con này hàng Xuân Thái này sót lại con 27 cho Hình Hồng Nhung. Lên mã 49 ca bò luôn Xuân Thái nhé. Chị ơi, riêng giá em nói là nó còn lẻ tẻ sai thôi, lẻ tẻ sai thôi chả còn đâu. Lên mã bò nha. Bò này size 60-62. Hàng này là hàng nguyên đi 60.000 nè. Cái này còn cái Khánh Uyên gì chị ơi? Cái gì người ta chốt rồi, người ta chốt rồi, hết rồi, chị làm có, gì có hai con có. Lên mã bò nhá, 49.000 con này Thung Thái phong to luôn, Thung Thái phong to luôn. Cái này em con cái em đi luôn trẻ mình, con này cũng 39.000 luôn, size L nhá. Theo con này chắc có tông tàu, bò cho Nguyễn Như Ly. Con này đẹp lắm, con này có tông tàu nha. Yêu 49.000 lên mã theo, hết rồi chị Khánh Uyên ơi, hết rồi. Giá này em xem like cho nó vui thôi. Lên mã theo 39.000 luôn, theo 39k chị nào lấy theo. Chẳng biết con áo kiểu này để treo lên sao không nhào hết. Trời ơi, để treo lên bớt đi. Này bỏ riêng cái bốn con áo kiểu này để treo lên. Đáng cho tì tì. Bốn con áo kiểu này bỏ ra để treo lên này. Bỏ áo kiểu bỏ ra chứ bỏ chung rồi. Ừ. Con này là hàng 130.000 con. Lên mã chấm bi nha, sơ mi size 57. Thằng nó con này luôn 39.000 ai ngăn có. Nha, bỏ riêng mấy con áo kiểu nó ra đi rồi để treo lên. Con này em sale gọn luôn cái vẻ mình 39.000, lên mã bi đỏ luôn dùng nguyên 39. Bi đỏ 39 nhé, chị nào lấy bi đỏ. Thấy trời chị Thanh Niên ơi. Bi đỏ 39 luôn dùng nguyên, chị nào lấy bi đỏ. Con này em bán tặng luôn trẻ mình nào. Bi cho đi ti. 19k luôn. Bo rip đá nhé, dài tay rồi. Nha, dài tay tặng 19 luôn. Chị nào lấy 19 lên 19k luôn dùng nguyên nhé. Chấm bi đỏ cho hết chấm bi rồi nha. Cái này á cây mờ này. Để dành đi cái giờ xe một tiếp đó. Cái này hàng hãng, con này hàng hãng. 19k. Ui, lên mã vàng, con này em xe cho em 49k luôn. Hết rồi nha. 49k luôn. Nha chồng sợ cái vàng ngồi xe cái đống này đi. Mấy cái băng hàng lẻ này đi. Cái này cái ghế vàng vậy. Cái đó cũng được. Cái đó cũng được. Lên hết cái mớ hàng lẻ này đi. Cái còn cái này không lên hàng mới nổi. Con này em sale trẻ mình 49k vàng luôn. Con này chắc có tông tàu nhé. 19 cho Nga Mai. Con này có tông tàu nhé, chấm bi em hết rồi. Con này có tông tàu nha, lên mã này là mã tàu vàng. Sale 60-49k, đợt này mà đi mua có tông tàu thì hơi khó. Con này bo rip nè, form ôm nhá. Form ôm nhá, sale trẻ mình 52 đổ về, trẻ em chốt đẹp. Lên mã rip. Thấy 19 rồi nha. Con này bán tặng trẻ mình 39.000 luôn nha, chốt mã rip luôn dùng đi. Bộ nắm. Bộ nắm này trẻ mình. Bộ nắm này mà xe quá rẻ luôn. Sao gì đây? Bộ rip này size 55, 57 đổ về chị em mình cho ok. Thì chị em mình 45k luôn. 39 cho tiền. 39k luôn nhá. Phát gọn luôn đi em mình con này. Thôi mới 9 giờ ông lại nghỉ sớm quá chứ còn biểu này chả muốn lên. Lên chị em mình hàng lẻ thôi. Tiếp hết nhá. Lên luôn những mã bộ à. Vàng cho chị Khánh Uyên. Bộ này em đi chị em 45.000. 49.000. Bộ này em đi chị em mình 45.000. Bộ nắm. À, hồi nãy giờ chị lên từ. Con này lên mã đỏ 45k luôn, dùng màu đỏ đô nhé. Cổ V nè. Không có 72kg đâu chị Thảo My ơi, không có size to. 45k con này luôn. Chị nào lấy cái này đây luôn. Bộ 45 đúng không? Bộ 45. Lên mã nam 45 đây nè. Nam 45 còn bụi. À nắm. Trời ơi, comment rõ cho em với nắm. Áo nam này em cho chị em 45.000 luôn. Đẹp lắm, cổ V nhé. Hết. Nắm hết rồi. Áo gió size 60. 45 hay 38? 45.000. Áo nam cho chị Khánh Uyên. Áo nam cho Khánh Uyên. Chốt nhỏ bạn không à. Rồi ok, lên luôn dùng nguyên cái này. À, áo gió hàng Uni. Hàng 125.000. Size L, cái này bán tặng luôn cho em là 60.000 đi, cho nó gọn. 60.000 nha. Rồi Xuân Thái. Bao này cắt để lọ luôn. Vừa bé vừa lớn, các kiểu luôn.
nha, rồi len luôn dùng nguyên cái này. Size này dành cho chị em mình đến 60, len mã thái cam 49k, thun thái ở đợt này hơi bị hiếm nè. Thái cam 49 nhé. Thì nào lấy thái cam 49 chút len luôn dùng nguyên. Con áo bé rồi, con nào áo bé rồi. Nam Khánh Uyên. Con cưng này, con này cưng chưa. Con này bị dơ xíu nhé. Lên mã này là mã tặng bé là ok. Size này dành cho bé nhà mình đến 22-25. Chút mã tặng bé thôi, ai đang có đơn lại chốt. Cái này bị dơ xíu nè. Thái về cho nó mang áo được. Giá thái cam cho chị Huỳnh Hồng Nhung 49. Cái này lên mã không dùng nguyên. Thôi lên mã không luôn dùng nguyên. Bé hàng kit này, bé hàng kit mua này. Lên mã nách con này 69k luôn. Size 18. Lên mã khủng long size 18, 69k hàng kit mua nhé. Được rồi chị Khánh Uyên ơi. Anh Thị Thí Vy tặng bé. Được rồi nha. Chúc lên luôn dùng mã này là mã 17kg, 16-17kg khủng long. 16-17kg khủng long 69k. Cái bộ này mua về cho nó làm điều hòa này. 16-17. Cái này là hàng khách xã này. Con này cũng 16-17 luôn. 60k là cái rì dạy áo gió. Áo gió hả? Áo gió chị Khánh Uyên đi. Áo gió 60 Khánh Uyên. Lên mã bé 16-17 nha. Một khủng long, một cái này. Hàng kích mua thấy. Thái cam hết rồi nha. Ui ui, hàng này hàng mấy ta? Tình Ngô có màu này chưa? Áo nguyên mang hết rồi, trần trài da. Size số 2, hàng 109k con này. Ui, con này chắc miên mang luôn. Xe 109.000 cái này em đi chị em nó 95.000 có 1 cái. Size 60, 62 nhá, lên mã nam xịn luôn dùng nguyên. Này, chắc con này miên mang mỹ mãn luôn. Hả, vậy em mình mua 200 hay 200. Hai cái đó mà. Hai cái rồi. Trên 200 cũng xứng đáng, nhận hàng con này về 95.000 thôi. Xe 95. Nhận con hàng đó đảm bảo luôn, vậy mình trẻ mình bỏ ra 200.000 nó vẫn xứng đáng. Xe 95.000. Áo nam cho nam cho nguyên. Rồi lên mã beo size này, size 60. Beo hàng mango nhá, lụa mango luôn dùng nguyên bộ beo lẫn size 60. Cái này em đi luôn trẻ mình 100 luôn. Chốt mã bộ beo nhé, những bộ beo này lên sang. Hàng này may rất là kỹ nhá. Hàng toàn bộ hàng may rất là kỹ luôn. Lên mã beo luôn dùng nguyên nhé. Chốt beo luôn dùng nguyên nè. Áo nam em hết rồi. Nam hết rồi. Comment mã beo luôn dùng nguyên nè. Em đi luôn trẻ mình bỏ vô cho nó gọn nha. Đừng có bỏ ra ra đổ ra hàng lẻ nữa không. Nha, comment lên beo luôn dùng nguyên. Size 60. Size 60. Tắt này lẻ tẻ. Bộ dài. Bộ hàng châu. Size 55 đổ về. Con này size 55 đổ về nhé. Nam xịn luôn. Phải con này miên mang. 55 đổ về. Áo nam hồi nãy hết rồi. Nam xịn nãy hết rồi. Bộ beo rất là đẹp luôn. Hàng đó em sale 101.000. Đây nó luôn trẻ mình 100. Cái này 55 đổ về thôi. Cái này Vinh cũng vừa xem. 55 đổ về. Này em đi trẻ em 45.000 luôn. Chắc đã đó. Nha, con này là hàng xúc này. Chị nào mà có con trai lớn ấy, nó mất tầm 4 mấy ký, mua những con này cho nó phải đã lắm, mùa này mang xuống nha. Em chạy hàng xịn hết ấy, nhiều khi là sale rẻ quá là chị em mình lại còn phải lăn tăn. Đây còn một bộ beo nữa, cái này bỏ chung này. Cũng làm cho Hiền Lương Nguyễn con này một bộ beo nữa bỏ chung này thôi. Rồi nhé, con này hàng Manta size 68 45k nốt luôn. Manta size 68 45k. Bộ này lên mã hãng 95k. Xe 55. Hàng này 255.000. 95k nhé. Cái này chị Hiền Lương mới lấy con này. Đẹp lắm luôn. Bộ hàng hãng 255.000. Size này là size. Bỏ đây cho chị Ti Ti. Size này là size 55 đổ về nhé. Cái này có size to này chị Hiền Lương ơi. Hôm qua tiệm ra size XL. Đấy, 95.000. Bộ hãng nhé. Bộ này bộ lụa hàng châu. À cái này không phải Hiền Lương, hồi nãy hôm qua là chị Nguyễn Hiền Lương. Nha, lên luôn những mã này là mã hãng 95k nốt luôn. Size 55 đổ về, hàng 255.000. Con này hàng 255.000. Cái này bỏ riêng qua bộ hãng, riêng bộ hãng mình còn mới nhất. Quần nam, size gì đây? Quần size 2X. Size X đừng cặp. Lên mã này là mã. Cái này 39k con, cái này em đi cặp luôn. Nha, em không tách lẻ ra nữa, hàng này. Con này đang cháy hàng, không có hàng về này. Lên mã quần nam, size 70, được 2 con. Nha, quần nam size 70, 39.000 một con, được 2 con. Em không tách lẻ ra con này nữa nha. Bỏ riêng mấy cái bộ beo này ra đi. Bộ beo này bỏ riêng qua bên góc nó đi. À, từ từ, quần nam gì tê tê.
Nam chị JT. Lên mã Thái vàng luôn dùng nguyên. 57 ký chị hỏi cái mã nào đó chị không. Bộ hãng nó 55 ký đổ về. Lên mã Thái vàng 49k luôn. Thái vàng 49 nhé, size này chị em mình 55 đổ về. 55 đổ về. Đây còn một con Manta size 52 à quên lộn, size 62 đổ về size L. Lên mã phối 45k gọn luôn. Hàng Manta nhé, hàng này trăm mấy nghìn con. Chốt mã phối luôn dùng nguyên. Hàng Manta. Cái này quần đâu mà thấy? 45 à. Cái này áo quần đâu ta? Con thấy áo đâu như trời. Hàng 95 cho Nguyễn Hoa, Nguyễn Hoa nào ta? Vàng, vàng, vàng cho chị. Chị Nguyễn Hoa lên thông tin. Vàng cho chị Nam Trương Nguyên. À, phối cho chị Ti Ti. Phối cho Ti Ti. Từ Nam em hết rồi. Phối Ti Ti. Vàng nó 49k. Áo nam này size 57, 45k luôn. Size 57, đẹp lắm. Ngày mấy hôm nay tương tác tới em lên cho em hàng lẻ, cho hàng lẻ không. Ôi quần dáng boy. Quần tâm boy này chị em mình ơi. Đây còn một cái áo polo Manta size gì đây. Bánh mì trứng muối là Khánh Huyên. Đổ liên tục như trời. Size M, size 55, 57 đổ về. Áo polo luôn. Hàng này hôm bữa size rẻ mình 85.000. Hàng này hàng 325.000 con. Hàng Manta hàng hãng nhé. Lên mã cổ luôn dùng nguyên là ok. Cái này em đi luôn trẻ mà nót luôn. 59k. 59k nhiều chị nhận con này lắm rồi nè. 57 đổ về. 59k đi lại cái giá tên hay sao. Bolo nè. Rồi tâm, à, quần tâm boy luôn dùng nguyên. Quần tâm boy nhé, size gì đây. Quần size 2X. Ôi size 2X nè. Bữa bao nhiêu chị đặt 2X không có. Ông Vũng có nói thêm không này, 89.000 nè. Quần lô hết rồi nha. 89.000 quần dáng boy nhá. Ok Nguyễn Hoa. Con này quần dáng boy nha. Lên cả địa chỉ trên line giùm em nha chị ơi. Khách có đơn kèm thông tin trên line cho em. Nha, không có thông tin không biết chút gì luôn. Con này còn con size nhỏ. Cái này em đi chị em 45.000 size 52. Mì hàng. Mì hàng sọc 45.000 size 52. Chị nào lấy mì hàng sọc. Cái con này hôm bữa sale cái quần này. Còn cái áo này sao. Thì bỏ riêng treo lên đi. Treo con này lên đi sao. Treo con này lên. Rồi lên luôn chung mã váy bé hàng kit mua size 32 à, bộ em đang mang hết rồi. Size 32 váy bé hàng kit mua. Cái này em sale luôn trẻ mà là 65.000. 59, 59 là cái gì, 59 là cái gì, 59 là cái gì ta. 45 cho chị Nguyễn, Nguyễn Trung. Mì hàng tàu cho chị Truyền Mai 89k nhé. Con này 89k này. 89k cho chị Truyền Mai này sao. Truyền Mai 45 chị Nguyễn Dung. Váy bé 65 cho chị Bích Hà. 32 ký nhưng mà có khách chốt rồi chị ơi, cho chị Bích Hà. Cho chị Bích Hà. Kiểu gì đã xác định là cái gì chị Truyền Mai bỏ không kìa. Truyền Mai bỏ không kìa, bỏ ra kìa. Là sao? Đùi hết rồi. Đùi hết rồi. Cái này chị Bích Hà. Cái này không cái quần nữa mà không biết chịu đâu rồi. 4 ở 65 nghìn. Quyết định là không lên hàng lẻ rồi mà view kém quá rồi cũng không sợ biết lên gì lên hàng lẻ đi tiếp. Hàng tiếng hết rồi nha. Wow. Ở đâu ra đi. Xinh thế này. Váy kiểu nhá, váy ngắn chị em mà nó size 50 thôi. Dâm, 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 con này dâm rồi. Size 50 màu tím. Lên mãi dâm nha. Một cái dâm màu tím, ai nhỏ nhỏ con phát. Dâm này em sale chị em 49.000 luôn. Dâm màu tím. Chúc mãi dâm tím luôn dùng em nhé. Ai lấy dâm tím comment dâm tím. Con này là hàng 6 mấy nghìn. Lên mã này mã đá đen nhé, con con. Đá đen con. Em sale nó luôn chị em, con này 49.000 luôn. Đá đen nhé, size 60. Chúc mãi đá đen 49, size 60. Đá đen 49k và size 60. Con này em sale luôn cho chị em mình 29k. 29k lên mã hình đen. Tính là không lên hàng lẻ rồi nhưng mà view mấy ngày nay chả khác gì hết. Chả có gì thay đổi cả. Nha, chốt lên luôn những mã này là mã 29.000 luôn dùng nguyên. Chị nào lấy 29, chốt 29 luôn dùng nguyên nha. Lên mã khoác. Nhưng mà nãy 49 giai đoạn ví dụ nha. Con này em đi nót luôn cho chị em mình luôn. Hàng này đang sale mấy ta? 89.000 đúng không? Size 52 con này đẹp lắm, vải đẹp lắm, vải găng đẹp lắm luôn. Dài. Dài. Cái này em đi luôn chị em mình 75k đi. Con này dài lắm. Ôi con này dơ xíu hôm sau rồi chị em mình về giặt nhé. Dơ xíu hôm sau rồi. Cái này chị em mình về giặt dùng nguyên nhé. Sale 55k đi, chị em mình về giặt lại ok. Bị xíu này chị em mình về giặt ra đó.
Size 52 đổ về, con này xinh không chị em mình phát. Có cái nắng mùa hè. Này bị dơ nha chị ơi. 55k luôn. Dơ nha, ok mình chốt nha. Trang váy đây nè. Trang váy size 50. Sale nó luôn chị em mình, con này 59k. Trang váy ring. Trang váy ring size 50 sale chị em mình 59k. Lá đen chị Quyên Ngô có đơn chè, lấy thông tin cho em chị Quyên Ngô nha. Chị Quyên Ngô. 49 à. 49k. Chị ơi, chị nắng mùa hè có lấy không, em sale cho khách khác nha, bị dơ làm sao nha. Ủa con này size 29, khách Quyên lấy không nè. Sale nó 69k luôn. Quyên Ngô lên cả địa chỉ trên live cho em nhé. Con này em sale nó luôn chị em mình là 69.000. Size 29. 69.000 size 29 nhé. Chị nào lấy cái này lên đi chị Quyên. 69.000 và size 29. Nha, tình yêu nào lấy size 29. Áo nông nè, áo nông xịn nè. Ok đúng không? Áo lông xịn. 29 là gì ta? 29 là 29. Hả? Hờ người ta lấy rồi. 29 là mã nào ta? 29 là cái mã áo đúng không? Áo đúng không? Ờ không, quần á, quần 69 đúng không? À, 69k. Sao 29 đúng rồi. Chốt lên đi, chốt cho ai đi? Thì ai 29k đó. Khánh Yên đây này, bánh mì đông muối nè, 29 nè. Ok. Áo lông xịn nha. Bốc 55 hết rồi nha. Áo lông xịn. Con này là lông xịn chứ không phải là lông bữa em sale dễ mình là 59.000 đâu. Lông xịn. Ok. Ring tí xíu nó ưa ring tí xíu em mơ ring ra em sale, nhưng mà sale này sale giá trên like thôi. Sỉ lẻ ngang nhau. Lông xịn hàng này hàng 155.000. Size 50 nhá. Chút mà anh lông xịn luôn dùng nguyên, cái này em sale luôn chị em mình luôn. 75k đi. 75k. Ok. Ok. 75k size M, size này 50 đổ về chị em mình chốt đẹp. Xem nửa giá luôn cái chị em mình này. 75k nhá. Lông này là lông xịn, không giống như cái mã lông. Ring lấy ok rồi cho chị Phạm Ngọc Lan. Cái này là phải không? Lên mã lông dùng nguyên. Lông xịn nha, lông này là lông thẳng Ngọc rồi Lan nè. Đúng lông xịn không? Lông xịn đó, lên rõ mã cho em. Cái này gì đây, sót lại cái đây. Mẹ. Lên mã ngố. Lên máy tiền quên mất tiêu rồi. Đấy. Em lên máy tiền đây. 75.000 thôi. 75.000. Sale nửa giá luôn ấy. Lên kèm cái giá nha. Ngọc Lan có lấy không? Có đúng lông xịn không? Cái này size S, lên mã lỡ cái này em sale chị em 49k luôn. Mì nhá. Nguyên ngô như được một cái. Lên cả địa chỉ Thuân Thái Thái Vàng hết rồi chợ. Con này sale 49k quần ngố. Ngố nhưng mà ngố mì hàng nha. 49k nốt luôn. Chị nào lấy ngố mì lên ngố mì luôn dùng nguyên. Ui, chụp con này thái. Xây 62. Tình Ngô ơi, 62 Tình Ngô ơi. Này có chứ Tình Ngô. Lên mã Buma. Ok. Ring cái này à. Từ từ. Ring này là chân váy ring rồi. Lên mã Buma xây 62. Cái này em đi chị em 49.000 luôn. Nhận con hàng con này chắc không đẹp. Nghỉ chơi luôn. Nghỉ mua hàng nhà Nguyên luôn. 49.000 con này luôn. Nhiều khi em sale quá em tiếc, mà sale quá nó mất giá trị con áo. Hàng này thì em phải mua tiền trăm. Size L, size 62 đổ về. Chút mã Buma dùng nguyên nhé. Phải đã lắm. Mùa này mang con này quá sướng nha. Rồi lên luôn dùng con này. 39.000 luôn. Cái này hàng găng size 55. 39 găng size 55. 39k size 55. Con này áo nam rồi. Con này áo nam em còn lại thẻ rồi. 45k luôn. 45k cái này cho ai? Chừa cho chị Thiệt, chị Diễn. Chị hỏi những cái size này. Lên mã áo 39k. Em còn quần riêng đó. Chứ mà em xin áo em hồi đây. Mà kêu Thiệt thì Diễn không mà. À Thiệt thì Diễn thôi. Uma hết rồi chị trên Nana ơi. 49 hay 49? 49k. Mì tàu size 52. 49k. Mì hàng nha. 49k. Bản lưng 49k. Ui trời ơi con. Một con ảo quá. Cái này 49k nha, chị nào lấy mì hàng, mì tàu hết. Em mà em chạy trúng mà trúng có tông là em đã sale hết rồi. Mì hàng hết nha. Lên mã mì hàng, 52 đổ về, 49k luôn. Ui trời ơi, cái này chút cho chị nào chia sẻ, hồi nãy em sale đầu line năm mấy. 58k size L. Hàng này hàng 79k của nhà Nguyên đó. Em chạy cho TT. Nha. Lên mã này là mã lạnh dùng Nguyên là ok. Dòng có tông lạnh nha. Size chị em mình đến 60-62. Áo nắng 58k chốt lại chia sẻ thôi. Còn nói chốt thì chị nào chia sẻ thôi. Mì hàng hết rồi nha. Mì hàng em hết rồi. Tiếp luôn dùng nguyên con này. Chút mã này mã 59k coca vàng. Coca vàng. Chị Thu Thủy không chia sẻ chị ơi. Con này xe 49k luôn đi. Còn cái
sót lại tôi kiểm đi. 49k luôn đi. Nha, lên mã này là mã xịn luôn dùng nguyên. Coca vàng nhá. 49k luôn, hàng này chuẩn hàng tàu luôn nè. Mai toàn là mai lai, mai đồ hết. Này chị em mình nhìn cái cổ này. Chốt cho ai chia sẻ thôi. Đi nhập làm gì ra được hàng năm hàng sáu chị em mình. Nè, lên luôn dùng này mã vàng. Vàng này em đi chị em mình 49k luôn. Nha, vàng 49, chị nào lấy vàng. 49 chốt lên luôn dùng nguyên. Coca. Vàng Coca. Coca cho chị nào lấy vàng cho Coca. Cho tôi thấy nguyên trước rồi. Nhận luôn miễn sao rồi nha. Cái này là đang tắt lẻ quần lẻ áo tính lại đàn hay là cái này bỏ riêng ra hàng bao, bỏ riêng ra hàng bao. Phát lạnh 58 cho anh Trinh. Xe 52 đổ về, 55 đổ về, lên mã 55. Con này rẻ quá chị em mình. 55 để mơ quần riêng ra lên chị em mình luôn. Mơ riêng nhá, xe 6979 luôn. Lên luôn dùm con này 55k. Con này hàng đi nhập 101.2 nè. Gia cá tàu xe 52-55 xịn 55k luôn. Nha, con nào chất đẹp, mắt chất đẹp. Nên là chị em mình cứ yên tâm. Cái này quần nam à, size quần nam này hàng 195k, size 62 quần nam dài. Size 62 nhé, tặng 49k luôn. Size 62 nhé, con này dòng u mì như chị em mình đó. 25 cho Lê Thị Kim Hiền. Chốt mã này là mã quần nam. Comment mã quần nam luôn dùng nguyên nhé, 49k. Ok, chờ em xíu, chờ em xíu đi. Nhà lên mã quần nam 49k luôn. Con này lên mã tàu 49, theo 49k, size 60-62. Theo size 60-62. Theo size 60-62. 49k luôn. 55 rồi nha. Ui, công sở. Công sở dùng nguyên nhé. Con này 79k nè. Trong hàng lẻ là chút tròn lẻ. Xe 50. Xe 50. Quần nam cho chị Hằng Nga HTT. Ôi chị Trinh Anna nãy giờ đồng chọc. Con này xe 69k luôn. Còn cái. Xe 50-52. Comment mã công sở 69k. Xe 50-52 quần nam hết. Công sở nhé. Bé này đang à, còn cái phải. Xe 16 còn cái thôi. Lẻ trong hàng lẻ. Cái này xe luôn. À... 65k đi. Nam hết rồi nha. Hàng này hàng 159k này. Hàng kit moon. Cho Văn Thái. Hàng kit moon nhá. À, 65k đi chị em mình ơi. Size 16. 65k. Size 16 65. Bộ này cũng bộ hàng kit moon này. Bộ này cũng bộ hàng kit moon. Size 22. Size 22 nhá. Lên mã nách bé. Lỡ rồi 65k bộ này luôn. Lỡ rồi 65k luôn bộ này luôn. Nha, chị nào lấy mã này là mã nách bé luôn dùng đi. Đủ cá thể loại cho mình. Bộ này, cái này đủ bộ này. Tàu á, tàu 49 qua chưa ta? Đây, tàu 49 đây. Tàu 49 này. Bộ này bộ cốt tông tàu. Xe 60. Xe rẻ bằng bộ này với giá 79k. Đây mã bộ nu dùng nguyên. Xe 60 nhé, cốt tông tàu 79k giúp nguyên nha. Chị nào lấy cái này lên mã bộ cốt tông tàu giúp nguyên. Bộ cốt tông tàu. Quần hai da. Quần 2 Yana. Mã này em xe trẻ mình 69.000. Xe 62. Quần này em phải đi vô shop để trẻ mình mua tiền 150.000. Quần 2 da, quần thể thao nam nhé. Xe 62, 65, xe XL. Comment mã 2 Yana. Xe con này 69.000 luôn. Truyền mai 79.000. Lên mã quần 2 da nam nhé. Chúc mã 2 da là ok á. Nha em đi trẻ mình con này giá 69. Chúc lên mã 2 da dùng nguyên nhé. Lo tới nay thôi. Đợi tới nay thôi. Xem lại Facebook à. Bị gì hả chị ơi. Lên mã nam. Ui con này xong cá. Con này kiểu gì. Đẹp mà cuối cùng bị xả lỗ hết. Con này tặng 19k luôn. Xe 55. Chốt mã cổ. Tặng 19k xe 55 nha. Đi nhập mà ra được giá này là nghỉ bán luôn ý chị em mình nha. Lên mã cổ. Quần nam cho chị Lê Thị Kim Hiền. Con này tặng 19k. Con này là 69k rồi. Con này xe 69k. Lên mã chăn váy mì. Không có 80kg đâu chị ơi, em hết rồi. Quần nam em hết rồi, quần nam em hết rồi. À, lên mã 19k. Con này lên mã chăn váy mì. Chăn váy mì xe 52 xếp ly nè. Có quần ở trong chăn váy mì. Cái này em đi chị em mình 59.000. Nha, con này mì hàng. Con này mì hàng nhé. Chốt mã chăn váy mì hàng dùng nguyên. Chị nào lấy mì, chăn váy mì lên chăn váy mì giúp nguyên nè. Em đi chị mình con này 59k luôn. Xe 52 nhé. Chăn váy mì xe 52. Những cái mã bé này bỏ riêng. 19 hết rồi nha. Những mã bé này bỏ riêng. Bỏ chung trong hàng bé nữa. Cuối cùng là sale trong hàng bé hết. Bỏ riêng hàng bé ra. Cứ like xong rất mã. Lên mã này mã tặng legging. Sao chị mình 57. Legging nha. Tặng 29.000 luôn. Theo chỗ này.
29.000 lên luôn dùng nguyên nhá. Chị nào lấy mã tặng lấy đi. Trang váy, chị nào lấy trang váy hàng này hàng tám mấy nghìn nữa. Sale chị em mình giá này thôi. Thực sự là giờ nó lẻ ra em sale, chứ còn bữa nào mà đi nhập không ra được những cái giá này. Hàng lên cao lắm chị em mình nhá. Hàng lên cực kỳ cao. Con này sale chị em mình 39.000 luôn. Body kiểu, size 55 đổ về. Body kiểu giúp nguyên nhá. Chị nào lấy body kiểu lên body kiểu luôn dùng nguyên. Body kiểu cái này bộ dài 29 nào. 29 là quần lót đi. Khánh Yên, 29 Khánh Yên rồi nha. 29 thì giờ Khánh Yên. Rồi ok, để mời. Mời ấy ra làm sao chị dạ mình luôn. Em mời quần Vinh ra làm sao chị dạ mình luôn. Cái này bỏ đi, cái này mình còn hàng mà bỏ chung trong hàng lẻ. Thế lại con này em xem nó cho chị em mình 39.000 luôn. Con này lửng nhá, crop top nhá, lên mã sọc 39k luôn dùng nguyên. Sao chị em mình 55 đổ về là chị em chút đẹp, lên mã sọc chút nguyên nhá. Ôi mới có 9,5 à, nó dắt mình đang rất là lâu. Có lên sớm giùm em nhá, lên sớm giùm em chị Khánh Yên thôi. Con này em đi luôn chị em mình luôn 39.000, cái này đẹp lắm. Con này đẹp lắm. Size này chị em mình 55 đổ về là chị em mình chốt đẹp. Lên mã sọc 39k luôn dùng nguyên nhé. Sale gọn luôn đấy. Ai lấy sọc cho chị Minh Sang 39. Sọc Minh Sang 39. Rồi nha, lên luôn những này. Con này 49k, con này hết hàng. Con này hết hàng bữa giờ rồi. Lên mã xanh dài, size 60. Size 60, xanh dài size 60. Xanh dài size 60, chị nào lấy xanh dài size 60 comment lên luôn dùng nguyên nhé, 49k. Đà Nẵng chị ơi, xanh dài nhá, thằng đó 49k con này luôn. Chị nào lấy xanh dài lên xanh dài. Ui, áo cổ vàng. Con này đẹp cực. Tì 49k con này luôn. Á lộn, sorry, 59k con này. Thôi 49k đi. Thôi đi nhập ra không được hàng năm rồi. Lên mã cổ vàng luôn. Con này 49k luôn, có tông tàu luôn, phông to. Có tông tàu và phông to. Chị nào lấy, lên luôn dùng nguyên. Con này tặng xanh này 19k luôn. Con này lên mã cổ xanh 19k luôn. Sao chị em mình 55 đổ về nha, 55 đổ về. Không, Khánh Yên sao? Chị sao à? Nhá, chị sao em chốt theo mấy chủ nha. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này em có thằng con. Lên mã cổ xanh 19, lên đúng mã cho em. Cổ xanh 19 nha. Chị nào lấy cổ xanh 19 comment luôn dùng. Ui 19 cho chị Nguyệt Trạc. Đâu ra con chân váy này đẹp thế. Cái này lên đẹp. À chân váy MV. Chân váy hàng MV. Cái này hôm bữa em đi bao nhiêu tiền ta? Size 52. Size 52 nha, con này size 52. Cái này dễ mình không ưa thể tháo ra cái này. Chân váy hàng MV. Hàng này là hàng tốt nha. Hàng đẹp lắm luôn. Sao nát con này luôn 55k. 55k. Hàng này nó bán 155.000 con này chị em mình. Đây nhà sale luôn chị em mình. Con này chị em mình về không thích có thể mở con này ra cũng được. Size 52 đổ về, comment lên mã chân váy luôn dùng nguyên lộ ok. Cái này chị em mình mix với áo trắng kiểu đẹp lắm nha, sale luôn 55k, không bao giờ mua được chị em mình. 55k chân váy cho má mua hè. Cái này bộ hãng mấy tiền ta? Bộ này bộ mì này đi bao nhiêu tiền ta? Bộ này bộ 135.000 phải không? Chị em mình đang mua bộ này với giá 135.000 đúng không? Size 52 đổ về, bộ dài, bộ mì đẹp. Này sale mất luôn chị em mình là 95k đi. Được bộ nhá. Mì hàng, trang váy em hết chị Nguyên Hồng ơi. Bộ này 135.000 mà hôm trong năm là cháy hàng, chả có hàng bán này. Đây, trong hàng xả. Đây luôn chị em mình bộ này với giá là một lộ 95.000. Nhá, chốt mã bộ 95. Cái này xong bỏ riêng, bỏ vô trong hàng ấy. Vô mùa chả có hàng bán luôn. Cái bộ nó bán lên luôn, chả có hàng bán. Đây còn con chân váy này nè, size S. Váy hết rồi nha. Chân váy bút kỳ size S. Này em đi chị em mình 59.000 luôn. Size S nhá, cái này có tặng người nhưng mà là chị em chốt ok. Chân váy bút chì nha, S luôn dùng nguyên nha. Lên mã bút chì luôn dùng nguyên. Size chị em mình 50 đổ về là chị em mình chốt đẹp. 95 cho Lê Thị Thiên Hiền. Này đẹp lắm, chân váy mì nhá. Để xỏ chị em mình thấy cái form nhiều khi là chân váy không, đứng không chị em không thấy được cái form mà ở trong con ring đây nè. Chân váy bút chì nhá, size S mang ở trong quần riêng ở trong nên là hơi bị cộm nha. Thế chị em mình nhìn form đẹp lắm, 59.000 luôn.
Hàng này chị em mình đi mua trăm mấy nghìn, những cái dạng công sở này, hàng này cũng là hàng MV luôn. 95 em hết rồi chị Nguyệt Trần ơi. Tại vì mang ở trong con quần ring nữa này hơi bị cộm, cái này mang không thì nó sẽ rất là đẹp nha. 59.000 trang váy bút chì CS luôn cho chị Nguyên Hồng. Còn bộ là hàng MV, con này là hàng tốt hết đấy. 59.000 luôn. Ok chị Nguyên Hồng ơi. Đây còn cá nữa. Bút chì này em còn cá nữa chị em mình. Không phải. Này quần bé rồi. 49k hàng size 95, k size 18. Size 18. Comment mã quần bé luôn dùng nguyên. Sale luôn chị em mình, con này giá 49k luôn. Con này lỗ sắp mặt luôn. Con này bán lỗ sắp mặt luôn. Bộ lanh hãng đúng không? Bộ lanh hãng. Bộ lanh hãng size 55. Bộ này là bộ lanh hàng Rossi. Sale luôn chị em mình luôn. Cái này trong tuổi xíu chị em mình mang con này được. Lanh hãng nhá, cái này sale chị em mình 73.000. Hàng này là hàng 160.000. Size 55 nhá. Sale chị em mình 73.000, không bằng lanh chợ luôn ấy. Lanh hãng nhưng mà sale cái bộ này không bằng lanh chợ như chị em mình thôi. Nha chị nào lấy cái này lên mã lanh luôn dùng nguyên bộ lanh. Rất là đẹp, hay là sạc pin. Tìm để nào người ta đang nha. Bảy ba. Cái này cho chị Lam Giang có đơn chưa? Lam Giang lên công ty nha. Lam Giang. Lam Giang lên công ty nha. Đấy chị Nguyên Ngô. Đấy chị Nguyên Ngô. Cái này là cái gì? Nguyên cái này ra đi. Công sở hai biên. Con này là công sở hai biên nhá. Size gì đây? Size gì đây? CM. Hai biên CM, xỏ vô trẻ mình luôn. Cái này em đi trẻ mình 69.000 luôn. Hai biên và CM nhá. 69.000 chốt lên giúp Nguyên. Chị nào lấy hai biên CM lên luôn giùm Nguyên. Size này trẻ mình tầm khoảng 50 đổ về là trẻ em 50, 52 đổ về chốt đẹp. Vải hai biên là vải xịn công sở xịn hàng. Các shop toàn bộ có sale cũng là sale 140.000 nha. Còn nói là giờ còn lẻ tẻ thôi chứ còn bữa nào mà đi may ra con công sở hai biên này gọi là rất là cao tiền luôn vì vải nó lên rất là cao rồi nha. 19 cho tiền luôn đẹp rồi. Lắm tại vì mang nói chung là giờ Nguyên thử con nào không do mang ở trong con quần đùi riêng rồi nó hơi bị cộm nó cho chị Hiền Lương Nguyễn luôn tay mờ đó 9.000. Đây còn một bộ ngủ đẹp vậy, bộ mẹ, bộ lanh tặng mẹ, lanh nhung tặng mẹ màu này sang. Màu này sang, cái này còn cũng bỏ trong hàng lẻ. Bó tay luôn. Bó tay luôn, cái này em còn chạy hàng. Size to nha, con này là size 62 đổ về, đẹp chưa? Cái này em được chạy mình 83.000. Lanh nhung tặng mẹ màu này rất là sang luôn. 83.000 con này. Nha, bộ lanh trung tuổi. Quần ống sớ dài, màu này sang lắm. Size 62, size 5X. Nha, em đi luôn chạy mình bộ này với giá là 83.000. Chị nào lấy cái này lên mã lanh mẹ 83 lên luôn dùng đi. Áo phật nào nãy sale 39 còn cái này. Cho bà xã lên cái bao này luôn đi xã. Bóc luôn lên cái bao này luôn đi. Cái đầu cái bóc lên quần ring lên sale. Cho lên anh. Lanh gì đấy chị ơi? Lanh tặng mẹ đúng không? Cái chị Hiền Lương Nguyễn. Hiền Lương Nguyễn. Hiền Lương Nguyễn. Cho lên cái bao này sale đi. À, 83 này. Con này nãy em đi chạy mình 39.000. Này mang với con quần lưng cao lên đẹp lắm. Tay 55 đổ về. Lên mã sọc 39 là ok. Sọc 39. Chị nào lấy sọc 39 là ok. Hàng kit mua. Đây mã này mã 45k C32. 45k C32, hàng này hàng sale 115.000. 115.000 lên mã cổ bé C32. Phải đã lắm. 83 hết rồi nha. 83 là gì hết rồi. Lên mã áo bé luôn dùng Nguyên. Ui con này bị dơ một xíu. Bị dơ một xíu rồi. Hàng kit moon nhá, cái này em sale cho em luôn. 29.000 đi. Đây mã 29 luôn dùng là ok. Comment mã 29 là ok nhá. Chúc mã 29 luôn dùng đi. Con này size to, size 65 có tông tàu. Lên mã Mickey 49k.
Mickey, những cái giờ giờ mà có tông tàu mà đi hàng 4 thì chị em tranh thủ phát. 29 dây chuyền mai. Vì không thể nào mà đi nhập ra được hàng 4. Con này tặng 29k luôn, size 50. Tặng quần 29k size 50, vải đẹp. Form nhỏ. Tặng quần 29k size 50, dáng của nó là dáng legging. Quần này sẽ mang lên form của nó giống như form legging. Áo này mình còn. Lên con này, chị nào chưa mua được cái nào tranh thủ mua thử một con. Áo thể thao nữ size 60, 45k. Chuẩn hàng xuất luôn. Chị em mà nhìn hàng luôn nhìn. Đẹp lắm, 29 em. À quần 29 đúng không? Quần 29 đúng không? Cho chị Hiền Dương có đơn cho chị Hầy. Có đơn chưa? Xong có cá xong xả mệt lắm. Chị Hiền Dương có đơn chưa nè? Hãy gom vô nhá, chứ không có con cá đến lúc xả mệt lắm nha. Rồi nha, lên luôn cho mã này, mã thể thao nữ 45k. Nhìn hàng thẩm hàng nha. Nha, toàn bộ con này là hàng xuất hết. 29 em thấy rồi. Lên luôn dưỡng mã này, mã thể thao nữ size 60 nha, 45.000 con này. Rồi sale quá rẻ, chị em mình nhìn hàng luôn dùng nguyên hết. 45.000, cái này em còn hàng đấy. Phải trang cá nhân có tiếp. Size M. Cái này gì Phạm Hiền Vy đúng không? Phạm Hiền Vy đúng không? Trời nha, lên luôn như này, size M, size 52 đổ về, 65k luôn. Bộ này hàng may kỹ lắm nè, 52 đổ về. Lên mã này mã cánh tiên, 65k bộ này. Cái này ra 65k bộ này. Hàng may chị em mình nhìn phần bo quần. Hàng xưởng, hàng sổ người ta không may được như thế này đâu. Nhìn hàng, hàng may rất là kỹ luôn ý. Size 52 đổ về nhá, chốt lên luôn dùng mã bộ 52 đổ về, chốt mã cánh tiên luôn dùng nguyên nhá, 65.000. Bỏ riêng cái bộ nó ra, 65.000. Chị nào lấy bộ lên bộ luôn dùng nguyên nhé. Trời ơi. Áo sọc 39k chút cho ta. Cho chị Hiền Dương 39k này. 39k này. Lên luôn dùng mã này là mã trung tuổi. Size 62 độ về, 60-62 độ về. Cái này em đi luôn cho chị em mình là 95.000. Mua bộ này. Tặng mẹ hàng này là hàng 255.000. Hôm bữa chị nào hỏi không có hàng. Chị em mình nhìn cái ghế trong của nó này. Hàng hãng nha. Hàng Sanaha. Lên mã này là mã hãng luôn dùng nguyên 95.000. Hắn rẻ hơn hàng chợ đó chị em mình ạ. Lanh nhung nha, size 62 chị em mình sẽ mua. Sọc ngắn là cái nào? Tôi bỏ sọc ngắn đó. Cái gì chị Lê Thị Kim Hiền thôi. Lên mã này là mã trung tuổi dùng nguyên nhá, hãng dùng nguyên là ok. Size 4X, size 62. Trung tuổi nha. Này đẹp lắm, sang lắm. Mua này tặng mẹ. Đi chị em mình 95.000. Cho chị Nguyễn Hiền Lương. Ôi nhưng mà cái này size to đó chị Nguyễn Hiền Lương nha. Size 62 lận á, cái này Nguyễn Hiền Lương luôn. Ok chị Nguyễn Hiền Lương. Quần nam này còn cái size 52 đổ về. Là hết sạch rồi. 52 đổ về. Ok. 52-55 nhé. Nhầm. 57kg. Sorry. Xây lò. 57kg. Cái này lên luôn dùng mã này. Thằng 55k luôn. Quần nam nhé. Xịn sò không à. Cái này khách nhà nguyên đều mê con à. Hàng hàng công ty. Hàng hàng công ty nhé. Lên mã quần nam. 55k quần nam luôn. Xây lò xây 57. Xây lò xây 57. Thủy thủy thì còn đơn ra. Bữa mua cái này xong xả rồi. Tặng áo dây. Áo dây nhá, Borip nhá. Con này bán tặng chị em mình 29.000 luôn. Borip vàng 29k luôn, cái này mới hàng xã rồi. Cái bao này bao hàng xã rồi. Bao này bao hàng khách xã rồi. Còn cái đây nè. Đây mã này. Hai biên dùng nguyên nhá. Size 55. Đó chính cho chị Hiền Dương. Size 55 công sở hai biên 69k luôn. Công sở hai biên 69k luôn. Cá kiểu ta 55 đổ về nha. Size L. Cái này chị bông đấy một chút này, 55-57 này. Hàng hai biên đấy mà đi 69k luôn. Chút mã công sở hai biên. Còn em mã công sở hai biên dùng nguyên nhé. Bộ thể thao nè. Xả rồi. Hôm bữa em xả đó đúng không? Bỏ đóng đúng rồi, chắc là cái bao này đúng đóng hàng xả luôn đó. Cái thủy thủy đó. Đây này cũng là hàng xả luôn này.
người ta chốt rồi, đã bỏ vô đóng hàng xã là không moi ra tìm lại được đâu. Xe bự xe 70 nha, công ty dùng nguyên hàng này, hàng 150 nguyên bộ này. Hàng 150 nguyên bộ này nha, cái này chắc đã lắm. Xe 70 lấy mã công ty bộ này em đi cho em 69k luôn. Không mà cũng người ta chốt mất tiêu rồi. Lên mã công ty luôn, dùng nguyên bộ thể thao nam xe 70. Xe 70kg và hàng này là hàng 150.000. Cái này em sell nó luôn kìa em, mình 69k. Chị Minh Sa. Nguyễn Quốc Việt này là hai dạo rồi nè. Mua hàng không có thông tin. Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Quốc Việt không có thông tin, hai dạo rồi. Nhớ nha, nhớ nha. Mà chốt xong lại xóa comment. À, từ từ, ông không bỏ để chị là sao? Ông không bo, ông xuông. Ông dùng hai bộ nam cho nè, chị Tê Tê này. Tê Tê này. Chị này ra không hiểu lý do vì sao cứ chốt xong là xóa comment. Nhiều chị vô gánh thiệt đã coi like chút đơn, cứ xóa chốt xong rồi là xóa comment thôi. Size này chị em mình 57. 69k. Size 57 đổ về, cái này em sẽ chị em 79k luôn. Nha, lên mã này là mã riêng. 57 đổ về là chị em mình chốt đẹp 79k luôn. 79k luôn. Phái hàng chút mua, mua được một cái. Bao nào bao hàng xã đây. Size to nữa nè, size 37. 69k size 37. Phái kit mua nha. Size 37 là mình xin cho. Mua thằng con này mà còn tiếc tiền ship không mua cho con nữa. Nhiều chị tính toán sợ luôn ấy. Tính toán thấy sợ luôn. Con này mà hàng từ 159.000, người ta sale có 69.000 con, thì tính tiền ship ra đi. Nhận cái con vái về nó xứng đáng đồng tiền trẻ mình bỏ ra không? 37kg này. Cũng sợ tốn tiền ship con cái xả ra. Mà nó có cộng vô 5-70.000 vẫn thấy nó rẻ hơn ngoài thị trường. Cho 37kg, size to này. Sợ tốn tiền phí xả ra đó. Chàng Thị Phương. Ok, hai biên chị lấy rồi. Đây mã áo nam dùng nguyên. Size 57 luôn, cái này tặng 49k luôn. Cái này hàng 65. 57 đổ về chắc nè, miên mang luôn. Đây mã áo nam. Quần công sở. 79k cho chị Lê Phượng. Lê Phượng là Lê Phượng nào? Ring cho chị Khánh Uyên luôn. 79 là cái con váy. Khánh Uyên là ring. Áo nam cho chị Nguyễn Hiền Lương 49.000. Là bông Nguyễn Khác. Xây S. Xây 110. Xây 110 xây S. Xây chị em mà 50 đổ về. Phải bán hết rồi. Phải bán hết rồi. Cái này xây 110 này chị em mình. Hàng này chờ xây giá nào 135 đó. Con này hàng 135, size S, size 50 đổ về, quần này quần dáng boy. Này đây mã 100 đi. Nha, tự tin là không có chỗ nào bán với chị em mình dưới con này, dưới tiền 150-180. Tự tin luôn, khẳng định luôn. Chắc này, shop là 270. Con này, lên mã S luôn dùng nguyên 100. Size 50-52 đổ về chị em chút đẹp. Comment mã S 100 luôn dùng nguyên là ok. Thế toàn này, toàn bao này là bao xả rồi. S 100. Bộ nam 70kg chốt rồi chị ơi, hết rồi. Hết rồi. Út cưng. Út cưng mà sao chả cưng tí nào. Quần bo nhá. Quần bo trẻ mình thích bo, bo không thích bo thì trẻ mình làm sung nhá. Sao trẻ mình 52 đổ về, con này đẹp lắm, 12. 79.000. Hai kiểu mang đều được hết, vừa bo vừa sung. Size 52 đổ về, mì hàng nhá. 79k. Comment mã mì hàng 79. Cái này Yên Nam à? Không, ép cho chị Khánh Uyên đúng rồi đó. Khánh Uyên. Mì hàng 79. Ưa mang kiểu gì cũng được hết. 79k mì hàng luôn. Chị nào lấy mì hàng. Comment mã mì hàng. Trang váy size 50. Trang váy size 50 tặng 39.000 luôn. Có quần nhá. Này. Rẻ sợ chưa? Size 50 nha. Thằng 39. Giá nhà Nguyên nhận hàng về chỉ có giật mình thôi. Chỉ có giật mình thôi. Lên đi đi.
cái này mới này con mà bao hàng xã có được cái này đều lai bán sẵn, con này đều lai bán sẵn, còn bộ này khách sẵn, khách có một cái khách nói chung là dành cái này là của những chị kibo sợ tốn tiền ship, cái này còn cái size M nữa này. Chị Khánh Uyên lấy chốt 69k nha, size M hai biên luôn, giờ cái này đâu tìm ra hai biên giá này nữa. Lúc like lên trẻ mình chốt xong nhiều khi lúc xả ra là xả lỗ, mà khách ví dụ lên một tràng là khách theo cái lùng khách chốt ra lẻ từng cái, chị em mình không có ấy, không có vẻ đi giới thiệu là từng cái này, nhiều khi khách đâu có chốt đâu xả lỗ rồi đó. Cái này sale chị em mình 59k luôn, không sợ chị Văn Thái lên mã đá xịn luôn dùng em 59k sale 60-62 nhé, lên mã đá xịn luôn dùng em. Ai đây đây còn một con quần ren sale chị em mình, con này sale 50 quần ren trong váy 39 nha chị Nguyệt Trần, 39 cho Nguyệt Trần rồi nha. Lên mã quần ren này em đi luôn chị em mình luôn 45k sale 50-52 đấy, size 50-52 lên mã quần ren luôn dùng em đây chị em mình, sale quần vinh đi, sale vinh lẻ đi. Còn một cục chân váy nè, còn một cục váy nè, không sợ thấy được cái nem nha, không anh hết 22 kg rồi chị, hết 22 kg rồi, hết sạch rồi. Con này 57 chị nào gọn lấy 60 nhé, người ta lấy rồi á. À, chị Oanh Lê 59 cho chị Oanh Lê, đẹp lắm con này, con này đẹp lắm luôn, L là 57 đổ về là chị em mình chốt đẹp nha chị em mình. Nói này sẽ đi chị em mình thử cái form đi, chị em mình xem thử form cho chị em mình xem con này này, em sale gọn luôn chị em mình 95k luôn, em sẽ đi thử form cho chị em mình thấy con quần nó đẹp như thế này. Trời, em xíu xíu nhé, em đi thử luôn cho chị em mình cho nó ok, mang thử luôn chị em mình nhìn cho nó ok. Cái áo này có hết chốt rồi không? Quần ghe này nãy 45 rồi. Mấy con mà sale rẻ mà khách không chốt là thấy tiếc lắm. Cái cắt luôn con này nhé, không lấy được. Bây giờ mình nhìn phun quần con này, nguyên mang là mang size nhỏ nhất nhé, size S nhé. Cái này em xem nó luôn chị em mình là 95.000, cái này cái dưới đi 95.000 và form của nó là form chính tắc như thế này chị em mình, 95.000 nha, hàng này giảm cực kỳ sướng luôn, chốt cho chị em mình 55 đổ về là chị em mình chốt đẹp. Cái cắt luôn cái này, mang luôn cái này luôn, này mang lên mất rụt luôn nha, đi luôn chị em mình, con này giá 95.000 nó, size chị em mình 55 gọn 57 thôi, 55 và gọn 57 nhé. Có cái kéo cái chim sao, không phải là quần lửng đó chị, quần này quần chính tắc, chính tắc không cắt ra. Đi cho chị em mình con này 95k nó nhá, chị nào lấy cái này đẹp như thế này mà sale 95.000 chị em mình không ái tiếc lắm. Cắt trời sợ lắm, trời em xíu em đứng hơi dậy mình chút thôi, những cái gì đã sale rẻ mà chị em mình không chốt tiếc lắm, đẹp lắm.
cắt đi, cắt cả hai cái luôn đi. Cái bụng nha. Rồi, cái này luôn. Hai cái nè. Chưa được. Chờ em xíu nha. Đi đi live mà đi thử từng cái nó tốn thời gian lắm. Trời, Ri có thấy đâu có sâu được, trời xíu xíu. Rạch ra to xíu nữa. Rồi ok lên lưu dưỡng này. Thì trên Anna trên Anna CS. Hai chị em mình phone. Trả to được. Lên mã này lên lưu trẻ mình là 95.000. Đẹp này không chốt khởi phí. Không lấy ra được. Ok. Tạm đi như thế này đi. Tạm như thế này đi. Nguyên đang mang size S nhá. Chị nào lấy cái này form của nó này. Form của nó là form chính tắc này. Chị em mình mít quần riêng, mít chân váy cũng đẹp nha. 95.000 con này. Đấy, có size 55 đổ về con. Chị nào lấy chốt. Ui, toàn size to. Size M được không chị ơi? Chị tên Nana, size M được. À, size S đang mang trong người. Đây chị tên Nana, còn cái size M thôi nha, 95.000. Chị nào lấy cái này phát. Sao thấy dễ mà nói, những cái này quá rẻ luôn. Ấy đang mang rồi. Ấy đang mang, mua 50kg đang mang size S. Nha, đang mang size S này, mang size M thì hợp lý hơn. Cho nó rộng rộng ra xíu cho nó thoải mái nè. Đấy, chị nào lấy cái này lên chung mã này, mã riêng luôn dùng em. Kèm luôn dùng em cái size. Nha, 95.000 gọn luôn. Sẽ không ai bán gì em mình con này giá 95. Chị em mình xem like tương tác này xíu, thấy đứng đơ, làm biến like. Sale dốc rất là rẻ. Cha thấy nói năng gì. Ai gì cảm thấy xây mờ đi. Xây mờ hợp lý. 95.000. 95 ca gọn kho. Trời, con này em xem nó chị em mình 79.000 luôn. Chưa có 40 mấy view á. Con này em có 1 con. Size này trẻ mình đến 60 mang ok luôn nè. 57-60 mang ok, size 31. Nha, sale trẻ mình con này 79.000 luôn. Comment mã 79 là ok. Chúc mã 79 luôn dùng nguyên nha. Ai lấy mã 79, comment lấy mã 79k luôn dùng nguyên. 79k nha. Đây 1 con nữa nè. 79 cho Khánh đi. Không vừa. Còn con này nè. Ok, Khánh ơi. Con này phong to đấy. 57-60. Nha, được hai con. Chị lấy chốt cho chị Khánh Hương. Không còn đâu. Cái này em theo dị sơ tiên lai nhé. Còn riêng mà mua 79k thì không có được. Cái này size nhỏ này. Siêu cao này. Size 6. Ok, hai con. Con này size 26. Ok. Tôi nói luôn chị em mình con này 79k luôn đi. Size 6. Chị nào hay đi size 26 chốt 26. 79k gọn luôn nhé. 26 79k. Con này con quần tomboy. Lên mã tomboy 89k cho chị Khánh Uyên luôn. Lên mã này là mã boy 89. Cái này còn đài size nè. Quần này giờ săn không ra giá này được. Ok chị Khánh Uyên. Mang ở trong con quần ring này mang lên hơi dễ. Ring đang 26 hết rồi nhá. Bức luôn nha. Lên mã này là mã dáng boy luôn dùng nguyên nhé. Quần tâm boy 79.000 con. Áo quên lộn 89.000. Đài size nhé. Mang con này mà ở trong con quần ring nên là hơi bị cộm rồi. Nha, lên luôn dùng mã này là mã boy luôn dùng nguyên. 89.000 dáng boy nhé. Ai lấy quần boy lên quần boy còn đài size. Bỏ riêng con quần dáng boy trong cái cần sao. Con này lên mã 45k luôn. Nha, 39k luôn đi, có 1 con size 50, 39k.
Em hết rồi. Hết rồi chị ạ. Rồi lên luôn vô mã đại, cái này là 80kg luôn. Đại 80kg luôn. 85kg luôn. Hàng này hàng 320.000, hàng này hàng big size. Lên mã này là mã tặng đại, 85kg ok luôn. Tặng nó con này 65k. Con này giá bán tặng nha, 65k đại. Con này lên mã bò. Hàng này hàng thun thái nè, bán đại cho em 79.000 bò luôn. 79.000 bò luôn, chị nào lấy bò lên bò. Đại chị ti ti. Chị muốn con cắn đi ta, lắng cắn đi ta. Đại cho chị Quỳnh Nhi và chị Nhi Bùi, còn mấy con nữa ba. Quỳnh Nhi và Nhi Bùi. Cái này lên mã này là mã bò nhá, 79k. Con này thun thái nè. Sao chị em lấy 60 nhá. Lên mã thái luôn dùng nguyên là ok. Chốt mã thái thì là ok nha chị em ơi. Còn mấy con trăm váy. Giang. Áo tay đại. Áo à? Áo nam tay đại. Mang hai con quần lắng cắn quá. Bò sữa. Bò sữa 79k. Hay 60. Ủa Nhi Bùi hồi nãy có nè. Nhi Bùi hồi nãy cái con lên. Tức là quần áo nam đại à. Hết. Sao còn mấy con trăng váy riêng nè em xem nè. Con bộ nắm ở nhà em hết sợi xanh rồi. Trang váy riêng nhá, size 50. Bán tặng chị em mình con này 59k. Trang váy riêng nha. Trang váy riêng size 50. Sale nó luôn chị em mình con này 59k. Ok, stock em chừa. Stock em chừa nha. Size 50, size 48 và size 52. Tomboy cho 58kg cho chị người tình trăm năm. Thì áo tomboy. Áo quyền quần tomboy. Quần tomboy. Hàng hàng có sai vậy. Càng luôn dùng số ký là ok. Cái này em đi giá chị em là 59k. Lên mã chăn váy luôn dùng nguyên size 55 đổ về. 48, 50 và 55 ba cái. 59k con. Ai lấy cái này lên mã chăn váy luôn dùng nguyên là ok nha. Này em đang sale luôn cho chị em mình luôn 79k. Chả biết là con gì trong này. Quần sọt em còn ít lắm. Mẹ sẽ. Size 28 tặng 79k luôn. Trang váy chữ đen 59k chị Nhi gì. Nhi Bùi. Nhi Bùi. Con này size 28 nha, chị nào hay đi 28 lên 28 luôn dùng nguyên con này lưng siêu cao. 52 cho chị Vũ Phương lấy size M. Size M, size M. Mời chị Vũ Phương. Rẻ quá thể luôn. Này. Nhiều khi là tưởng mua là hàng sổ mà hàng cứng á cho chị Khánh Uy. 28 mềm lắm, phải mềm. 28 Khánh Uy. Xeo cho nó gọn. Xeo 69k đi chứ. Thế này 59k. Con được con size 28 nữa nè. Ok chị Nhi Bùi, con được một con size 28 79k nhé. Có lộn 69k nhé. Xeo cho nó gọn như vậy mà. Nha chị nào lấy lên luôn dùng nguyên 28 ba con. Chị nào lấy 28 chốt 28 luôn dùng nguyên 79 nha. Ai lấy 28 lên 28. Rồi toàn 28, 28 màu nhạt luôn này. Mua con riêng ở 79.000. 28 cái nguyên có rồi. Từng con rồi.
của chị Nguyễn Thủy luôn. Nguyễn Thủy 28 màu đậm. 28 màu đậm. 79 alo 69k luôn. 28 màu nhạt đây chị em mình nhìn hàng. Nó mềm cực mềm nhá. Mềm cực mềm và giãn nha chị em, mà lưng siêu cao. Đấy, 28 alo 69k. Không, em không like lại đâu chị ơi. 69k không like đi lên rồi. Giờ làm biết rồi. Cuối like là đổ biến rồi. Hồi lượt lại like coi còn bị lái nhé. 28, cái này toàn bộ là size 28 hết nha. Ai lấy size 28, lưng bản lưng là siêu cao luôn. Nhạc luôn cho chị Khánh Uyên. Nhạc cho Khánh Uyên 69.000 nhé. Rẻ sẵn luôn. Màu khói luôn dùng nguyên. Khói là size 26, 79k luôn. Khói 26, 79k. Khói này ngầu này, size 26 thôi. 69k nha. 28 cho ti. Giá xả lỗ ấy. Màu khó này size 26 thôi. Khó này size 26 nhé. Đây mã này mã trơn 26 luôn. 69k gọn hết. Nhạc size 26 luôn. 69k. Chị nào lấy có size 31 này nè. Em sale gọn luôn. 69k luôn. Size 31. Còn được 5 con size 31. 4 con size 31. Sale luôn đi em mình là 69k. 4 con size 31 sale 69 nhé. Cho bà xã sọc áo sọc lên luôn kìa. Đó, mấy con áo sọc lên luôn. Lên mã 31 dùng nguyên nhé. Chị nào lấy 31, chút 31 luôn dùng nguyên 69. Quá chị em ơi. Nha, lên mã 31, chị nào hoa đi 31 chú 31, 69k gọn luôn. Đơn giản dễ mang. 69k. Hoa đi 31 chú 31 giùm em. Con này lên chị em mình tặng 29 luôn. Con Thái về bán gần hết rồi. Thái 779 gần hết rồi, đâu còn nữa. Con này tặng 29 luôn, size 55. Chúc mã tặng 29 size 55 nha. Bỏ xuống thế lại cho nó gọn đi vô. Chị hai mang size 31 thì chúc 31 thôi. Tùy tùy. Tùy vòng mông. Tùy vòng bụng. Cái này em còn mấy con. Em đi trẻ mình 43.000. Đây mã màu gạch 29 cho Khánh Uyên. Từ từ. Áo 29 cho chị Khánh Uyên. Size M hết rồi, còn size L thôi. Còn size L thôi chị Nguyễn Quốc Huy. Rồi con này đi 43.000. Size dẻ và 55 vẫn mau ok. Phong nó phong dài nhé. Phong dài như thế này nha chị em mình nhé. Sọc can thì TT2 cho chị Hồ Lợi một cái. Rồi còn hai cái sọc. Ủa, màu gạch chứ. Màu cam là màu nguyên đăng mà. Thôi màu gạch đi. Màu gạch đó. Màu này màu gạch nha. Chị nào lấy màu gạch lên màu gạch, còn màu cam với màu này nè. Màu cam này còn 3 cái là 43.000 luôn. Nhá. À cam nguyên mang ấy, cam nguyên mang chị TT đổi qua đi. Cam nguyên mang chị TT tôi lấy luôn về mà bán đi. Rồi nhá. Còn màu cam và màu gạch, chị nào lấy màu nào lên màu đó luôn dùng nguyên 43.000 luôn. Gọn kho con này. Nhá, chị nào lấy mã này chốt lên luôn cam và gạch 43k. Thế tao có cái này gạch rồi, cái nó xả rồi, cái nó xả rồi. Sọc em mang à, sọc em mang chị Hồ Lợi màu này đẹp hơn mà sao lại lấy màu em mang nè. Hồ Lợi màu gạch bỏ qua chị Nguyễn Quốc Huy. Nguyễn Quốc Huy màu nguyên mang cho chị Hoa Phạm. Hoa Phạm màu này đẹp thế, màu gạch này đẹp thế chị em mình không chút màu gạch à. 43.000 thôi. Rẻ rẻ quá chị em mình ơi. Rồi chị nào lấy gạch lên. Gạch áo này là tiền. Cặp này là Boris nè, Trung Thái nè. Các thể loại nha. Theo nó đi. Lên mã xanh 49k luôn dùng nguyên. Con này cưng nè. Xanh 49 nha.
Con xanh này dạng bo rít thôi, chị em mình 55 đổ về chị em cho ok. Bo rít nha, cái này chị em mình mít quần lưng cao lên đẹp 49.000. Nha chị nào lấy mã rít xanh lên rít xanh luôn dùng nguyên. Rít xanh 49 nhé. Con này chốt mã này mã 97. Quần beo rồi giờ tìm đâu ra trời. 69k vậy con này đi chị em mình 39.000 luôn. Nha đây mã này 39k luôn. 39 nách. Con này còn bo rít 49k nè. Đây mã này là mã rít trắng, rít xanh. Nhá. Đây con này chưa cho hạn của Dương Minh. Con này sale chị em 39.000. Đây mã 3 lỗ nhé, toàn bo rít rút này. 39k nhé, chị nào lấy 39 lên 39 này. Còn những con bo rít này sale chị em 49.000 này, sale chị em 55 đổ về chị em chút đẹp giảm nhiều nhé. Giảm nhiều lắm. Đây mã rít trắng, con này 39k. Ai lấy cái này nữa thì lên. Nha, còn lên nữa không chị em mình ơi. Đâu đâu thế. Ờ, thôi để hạ nguyên đi, chắc không chút chị hạ nguyên. Đây mã này là mã nút trà, nút tím luôn. Nút tím, con này em đi chị em mình 49k luôn. Toàn bộ là bo rít các chị em mình nhé. 55 đổ về chị em mình chút đẹp, toàn bộ cái này là mang giả như thế này. Nha, chị nào lấy nút tím đây, nút tím. Con này lên mã tàu. Hàng này hàng 130 này. Sao vậy mình con này 49k luôn. 49k có cổ nhé. Có tông tàu. Những con này hàng mỗi khi là sale 59k, 65k đó. Không có hàng chốt. Chị Khánh Uyên. Khánh Uyên. Thì dồn hết lại chỗ. Lên mã cổ hồng luôn dùng nguyên mát. Sale 60. Có tông tàu hết đấy. Đi nhập không ra giá hàng 4 đâu. Còn sót con bò này dễ thương. Tàu lên chị Khánh Uyên 49. Tàu Khánh Uyên 49. Lên mã bò cho chị Ti Ti luôn. Ti Ti luôn. Bò này 49k. Đây 49 này. Bò này 49k Thung Thái. Bò 49k Thung Thái. Chị nào lấy bò lên bò luôn giúp Nguyên nhé. Thung Thái cổ hồng chị có rồi chị ơi. Chị nào lấy bò lên bò giúp Nguyên. Lên mã cổ cam còn cái nè. Cổ cam còn cá, không phải cổ cam, con này em xe 49k. Đây mã theo cam luôn dùng Nguyên nhá. Sai chị em mình để 60 vô tư luôn. Đẹp lắm. Phải sướng lắm luôn ý. Nha chị nào lấy theo cam, lấy theo cam. Con bò này cưng chị em mình không chút à. Con bò này 49k cưng thằng chị em không chút à. Cái màu xanh này giờ Nguyên mang có chị nào chốt chốt nè. Màu xanh đang mang đẹp nè. Lên mã bò vàng. Bò vàng em đi luôn trẻ mình 49k, con này Thung Thái. Giờ mà tìm ra Thung Thái 49 chỉ có là hàng còn lẻ tẻ mẫu, lẻ tẻ size thôi. Có đi học không thể ra hàng 49k rồi. Nha, lên mã này là mã bò vàng luôn dùng Nguyên. Cái này tay của nó là tay dặn dơ dơ ấy, 49.000 nhá. Chị nào lấy bò vàng, chút bò vàng 49. Còn được con, chị em mít quần, quần lưng cao cũng đẹp. Khánh Uyên dùng 2 Facebook luôn à. 2 Facebook luôn á. Còn con nút này cưng này, chị nào lấy nút cưng nút. Sọc bầu gạch còn con 49k, 43.000 luôn. Chị nào lấy sọc gạch, lên sọc gạch. Lên tốc độ xíu nữa nhé. Lên mã cổ hồng 49k luôn, xe 55 đổ về. Nói thật sự là thời điểm này không đi nhập ra những cái áo cổ có tông nào mà xa hàng 4 đâu. Không thể nào ra hàng 4 hết, trừ khi là nguyên xã. Còn lẽ mẫu em xã thôi. Phần này là tộc rì. Nguyên một bộ bò màu hồng Thung Thái 79k luôn. Lửng nữa chứ. Lên mã Thái lửng 79k. Size dành cho chị em mình 60 đổ về nhé. Bộ Thung Thái bò. Bộ Thái bò dùng Nguyên nhé. 79. Chị đang có Thái bò 79 dùng Nguyên. Hai bộ đúng với TT. Hai bộ thể thao xây đại. Bộ này bộ đá banh xây bệnh xây đại. Size này là 45kg luôn, 79k. Size 45kg luôn ấy. 39k bộ luôn. Chị nào lấy chốt. Bộ đá banh nhé, 2M. 39k luôn hả? Đá banh 2 màu, size 45kg, 39k luôn. Rẻ sẵn luôn. Rồi đã sẵn luôn. Nghe chị nào lấy bộ đá banh comment lên bộ đá banh luôn nhiều. Con này hàng Manta.
size 45, size 68, size 68 nhé, size 68 45k luôn, lên mã Manta xanh. Cái bộ đá banh mà size 39.000 rồi chị em mình không chốt thì tiếc lắm luôn. Giờ nó mấy bọn tinh tinh nó thích mang những cái bộ kiểu này, này. Được hai màu rồi nha em, đi luôn chị em mình con này 45k Manta cho TT. Con này bị dơ chứ không phải cái này bụi thôi. Con này size chị Minh Sa, Minh Sa 39k. Áo nam size 62kg. Con này em sale nó luôn chị em mình là 69k. Đẹp lắm, phải con này đẹp nha. Lên mã áo nam 69k đi, 69k và size 62 đi. Con này tặng 49k size 52. Từ từ bị trước nữa nguyên là sao, là sao? Bị trước là sao chị ơi? Bị trước. Cái nó bị trước à? Là cái gì? Lên mã vàng. Sai chị em mà 57, quên lộn. Nam nào 57 cái đổ về. Con này đi 49k luôn. 49k. Con này là áo sơ mi. Size 57. Sơ mi size 57, hàng này hàng giả, hàng là 250.000 luôn á. 57 đổ về nhá. Lên mã sơ mi nam, cái này em sale cho em 49k size L. L nhưng mà chốt 57 thôi. Nha, hàng 250 nè. Con này hàng giản nha chị em mình ơi. Sơ mi giản chị em mình nhìn chắc này. Nhìn chắc này. Size M à, size L thôi. 57 đổ về nhá. Sale 49k luôn. Hàng 250. Nhá, ai lấy cái này lên. Thôi em ngưng đây. Trắng, lai trắng. Ngưng nhá. Hẹn chị em mình ngày mai. Còn cái áo nam này đẹp này. Size 57 luôn. Cái này nữ mình mang được luôn, sơ mi chị Bông Nguyễn nha. Cái này em sale cho em 49.000 chữ trắng. Con này bảo đẹp 49k chữ trắng. Rồi em ngưng đi chị em mình ơi. Ngưng nha. Sơ mi 49 không thể lên nổi nè. Trắng nam cho chị Khánh Uyên. Chị Khánh Uyên 49.000. Ok Khánh Uyên. Ngưng trẻ mình hà. Hàng thì cả tài kho mà chả biết lên cái thứ gì vì review quá ít. Con này em còn sáu cọc phải nè. Áo nam hà, áo nam em còn thì từng nớ size đó, còn size nhỏ nữa đó, chị lấy một chút thôi. Cái này em còn mấy cái nè, sót lại đường cọc nè, size 57 đổ về cho em chút đẹp nè. Sót cọc. Hàng này hàng công ty. Cái này size trẻ mình 59.000 luôn. Bộ vàng bé như thế này thôi mà đâu có cho chọn màu đó chị, em lấy đó cho chọn màu đó. Bộ nào để em sale 69k. Không chọn màu. Hai đàm gì TT. Em lấy hai size nhé. Size L với size M nhé. 59k. Con này là bán là lỗ tẹt ra luôn. Lỗ tẹt ra luôn. Còn được lẻ tẻ mấy con này là em sale hàng hàng công ty đó. Cho em mình để ý. Chị em mình để ý á, Hot Girl nó chạy, nó đặt may á, body mỏng lắm. 60 được đó chị Bell Lavang được, con này 95k được, ok luôn. Nhá chị Bell Lavang con này. Nó chạy, ui, bộ này bộ công ty. Để ý. Vái con cái thôi. Vái con cái thôi. Bỏ của chị TT ra. Con được con cái vái thôi, chứ không phải cái này bộ rồi. Nó vái, còn cái này coi thử này. À cái này cũng vái luôn, ok vái luôn. Vái luôn thì TT hai cái. Trời ơi, bộ này là bộ, cái này là bộ nha, 52 đổ về, phát luôn cái này. Hàng công ty luôn. Vải này mang không mê quay đầu nha. Sót này. Em tưởng trong cọc vải. Nè, bộ này cưng lắm luôn.
Hàng này hàng 109k đúng không? Size 52 với 55, 109k hàng công ty nhé. Ôi lại sót được mấy bộ. Cái này em sale luôn trẻ mình 79k. Ôi giờ mà coi được chút rồi, cái này hơi bị sướng nè. Bộ hàng công ty nha chị em mình ơi. Em lại tưởng ngô trong phái. Bộ nha, bộ này hàng em sale 109.000 đấy. CT 2 bộ phải giả lắm. Hàng này toàn bộ là hàng em đặt mai này. Em tưởng lại váy cục chung với váy cứ màu đen đen. Bộ vừa nguyên nha, 52 và 55, 52 xây mường. Cưng lắm. Vải này bao sướng. Nha, 79k gọn luôn chị em mình. Hàng mai, hàng kỹ rất là kỹ luôn, chuẩn hàng công ty nè. 57 đổ về cho xây L, 55 đổ về cho xây M. 79k luôn. Chị nào lấy phát cái này toàn bộ là em xả lỗ. Sót lại được mấy bộ nên là em xả lỗ. Nha, ở trong trong váy. Nha, còn được từng này bộ công ty chị nào lấy bộ. Bình thường em nói up lên là được, được up lên 109k là không có hàng trả đâu. Chị em mình đặt quá chừng chừng cái này luôn. Đấy, sót lại từng nới cái. Nên là nhiều khi chị em mình ngại chị em mình cứ mua xong xả ra mỗi lần mà like lại nó mệt lắm. Nhắn chị nào lấy cái đó thì lên. Ai ai lấy cái đó mình lấy cái gì lên. Mới này áo phong này tôi lên cọc cái gì cọc này áo phong này. Rồi ok. Chút đơn chị báo. Hai chúng ta cái này nè. 29k toàn bộ con này luôn. Đen mã sọc 29, nu 29 và đen 29. Nha, con này toàn bộ là chất đuổi lụa. 29k phát đi chị em mọi người. Không thể nào mà đi nhập ra được giá hàng 2, hàng 3 cái này. 29k nhé. Đen, nu. Nha, con này là size 57kg đổ về này. Có tay luôn. 3k. Đi tay đi cả. Ti luôn, có một cái này nó phát luôn này chị Ti, 29k. Ôi con này không, con này hàng 49, à cái nó 29k. Con này 49k có một cái. Lên mã 49k luôn nhỉ. Con này lên mã 49k. Em tiếc hàng em lên giá. Thảo xương, con này 49. Lên mã đá đỏ 49k luôn, hàng 69k. Hàng 69k. Đá đỏ 49k luôn. Ai lấy đá đỏ comment lên mã đá đỏ. 49k lên luôn nhìn em nhé. Đợt này áo thun rẻ tẻ này là trẻ mình mua giá nó rẻ hơn nhiều. Ôi trời ơi. Đi nhập thì không thể ra được rồi. Trong này mát quá, kiếm nó vô được bà. Trong này vũ kiếm nè, mát kiếm vô. Đỏ đá 49k nhé. Đá đỏ có tông tàu. Sao trẻ mình lấy 60? 49k luôn. Rồi lên mã đá. Ôi con này dài tay à. Con này thun thái dài tay đó. Bán tặng cho em mình con này 29.000 cho nó vui. Thái dài tay 29.000. Sóc ra rồi đến lúc test lại năm 1. Cái này em còn có được mấy bộ này chị em mình. Theo nắp luôn chị em mình, bộ này giá 79k luôn. Cho chị Ti Ti. Áo quên lộn, cho chị Khánh Uyên. Cái này cho chị Khánh Uyên. Cái này bao nhiêu đây? 29k luôn. Con này xây 60 nhé. Bộ này em sale nó không còn được mấy bộ. Sale nó bộ này chị em mình giá 79k luôn bộ này. Nha, chị nào mà đi nhập được giá này thôi quay đầu luôn ấy. 79k nhé. Bộ này size 60. Lên mã này, nail 79. Rồi ok. Nha, chị nào lấy nail nữa chốt nhé. Xong tắt like luôn nhé. Hẹn chị em mình ngày mai. Bye bye chị em mình luôn nha. Không lên nổi nữa đó. Bộ nhé, tặng bộ 79k xong em luôn. Chị Ti Ti. Bộ 79 cho chị Ti Ti. Được con từng này bộ này, chị nào lấy nữa chốt nhé. Cho chị Khánh Uyên 79k nha. Thằng này em đi sale 95k đó. Đấy, chị nào lấy bộ nail, xuất bộ nail luôn dùng đi. Bộ nail nhá. Màu nó còn lẻ tẻ thôi. Size 60 đổ về. Bộ lụa mà đi 79k này chị em mình biết nè.
nó rẻ cỡ nào. Trong khi là toàn bộ hàng đợt này lên cao có hàng bán và toàn bộ em sale lỗ hết. Rẻ tẻ lại mẫu. Nha rồi bye bye chị em mình luôn nhé, hẹn chị em mình chưa mai nhé. Ngưng ngưng nha chị em mình ơi. Thí dụ phát, nó mát quá nó chui vô cái gì. Bye bye nha, hẹn chị em mình chưa mai nha. Bộ đen hãng CM. Mời cho chị à. Không, em không lên nè, view này em lên không nổi. 79 đúng không ạ? Chị Nguyên Hồng 79k. Không, view này không lên nổi đó chị ơi. Mão thun giờ cũng chả có. Có thun thái 779, 59k thôi. Chứ chả còn thun gì, còn được 1x. Còn lại tẻ được 1x, thun thái 779 nó lấy hết rồi. Chứ giờ không có thun. Thun đi nhập cao lắm chị em. Rồi nha, bye bye chị em mình luôn, hẹn chị em mình trưa mai. Tìm quần beo để chị. Ok, có thêm chưa? Nha, em tắt nha.